Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa các cấp chính quyền địa phương, kính thưa các bậc lão thành, quý vị giáo lý viên, kính thưa các đại diện ban trị sự xã bạn, cùng toàn thể cô bác và anh chị đồng đạo hiện diện kính mến, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý, là ngày thuyết giảng lần thứ nhất tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, nhà của đệ tiến và đồng đạo Nam Hân. Tất cả quý vị đã nhân chút thời gian quý báu đồng tề tụ đến đây để tham dự phiên thuyết giảng trong tinh thần đoàn kết, mặc dầu trời mưa gió. Đó là quý vị đã thể hiện tình thương qua điều thứ 8 Đức Thầy đã phán dạy: tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi cây phương dựng, mạo đạo cho hoàn toàn đặng trở lại cứu dân chúng sanh. Và thể hiện qua những câu hiệp cùng nhau truyền bá tinh lành, làm cho đời hiểu rõ tinh danh công Đức Phật từ bi vô lượng. Với sự hiện diện đông đủ như quý vị đã làm cho phiên thuyết giảng hôm nay được tăng lên phần long trọng, và cũng là một niềm khích lệ lớn lao của anh em chúng tôi trên bước đường tu tiến. Lời nói đầu tiên xin kính đến toàn thể quý vị là lời chân thành tri ân cảm kính. Và chúng tôi sẽ thông qua chương trình thuyết giảng hôm nay gồm những nội dung như sau: A phần khai mạc, giới thiệu thành phần tham dự, nghi thức tôn giáo, kính lễ Phật Đức Thầy. B phần nội dung, đọc diễn văn khai mạc, đọc bài sứ mạng, đọc 8 điều răn cấm, thuyết giảng do giáo lý viên Đoàn Văn Mẫu thuyết qua chủ đề pháp môn tịnh độ. Đáp từ của ban tổ chức nghi thức tôn giáo, mời đồng đạo giải lao. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông giáo lý viên Đoàn Văn Mẫu, đề nghị quả năng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các đại diện ban trị sự sự xã Nhân Mỹ, đề nghị quả năng. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Phước, trưởng ban trị sự xã Long Giang, cùng toàn thể cô bác đại diện đồng đạo tề tự đông đủ, đề nghị quả năng. Và phần tiếp đến là phần nghi thức tôn giáo. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả cô bác đại trên đồng đạo đứng lên. Mời cô bác đại trên đồng đạo đồng quý niệm, đồng hướng về Đức Phật, kính lễ, kính thưa thôi, đồng hướng về Đức Thầy, kính lễ, kính đồng kính hai xa. Và mời chúng vị đồng hồn. Và phần tiếp đến, chúng tôi sẽ trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Phước, trưởng ban trị sự xã Long Giang, đến diễn đàn để đọc lời diễn văn thay mặt. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý quan khách, quý đồng đạo kính mến, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm dưới hội trường buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, trước tiên tôi xin thay mặt ban tổ chức trân trọng kính đến quý vị lời chào mừng năm nhâm đoàn kết và lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Thưa quý vị, thật là một niềm cảm xúc to lớn đối với chúng tôi trong buổi thuyết giảng hôm nay. Sự hiện diện của quý vị, các vị đại diện ban trị sự xã bạn và các mạnh thường quân, chư quý đồng đạo đến tham dự
Có thể nói đây là một động cơ khích lệ tinh thần để chúng tôi nỗ lực hơn trong nhiệm vụ triển dương chánh pháp của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính thưa quý vị, đối với Phật giáo Hòa Hảo, việc truyền bá giáo lý chánh pháp là một nhiệm vụ cần thiết, bởi có hiểu đúng mới thực hành đúng, như Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết: nghe cạn đời chớ có mơ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Có thể nói giáo pháp Phật tu nhân Phật giáo Hòa Hảo vừa mang tính thế cơ, vừa phù hợp với tình hình thực tế trong bối cảnh nhân loại đang tiến nhanh vào nền khoa học công nghệ, phù hợp với chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần phát huy giá trị đạo đức và tinh hoa văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng đất nước càng ngày càng phồn vinh giàu đẹp. Đức Thầy từng khuyến khích phải tiếp tục khai thông nền đạo đức, đặng cái tinh thần từ bi bác ái được gieo rải khắp nơi nơi trong bá tánh. Như thế mới chẳng phụ công trình vĩ đại của Đức Phật và của tiền nhân để lại, và không đắc tội với kẻ đời sau vậy. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó, Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Long Giang cùng bà con tín đồ trong địa phương quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phổ truyền giáo lý Phật giáo Hòa Hảo và trong hiến chương giáo hội trung ương đã đề ra ở nhiệm kỳ 2019-2024. Đến đây tôi xin thay mặt ban tổ chức tuyên bố khai mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần nhất tại xã Long Giang. Kính chúc chương trình thuyết giảng thành công tốt đẹp. Trân trọng kính chào. Nam mô A Di Đà. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Phước vừa qua đã đọc xong diễn văn khai mạc. Và phần tiếp đến, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng đạo Lê Văn Hòa đến diễn đàn để đọc lại bài Sứ Mạng. Trân trọng kính mời. Bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại, để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê si đã diệt, sự dị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh, trải bao đời giúp nước vừa dân cũng đều mãi sinh tư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp Minh Sư cơ truyền Phật Pháp, gọi nhận ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Thêm gì nỗi cảnh quốc phá gia dân, mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chi xí xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ, mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân, dòng thân dị quốc. Huống chi nay cơ hầu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang. Cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô tội lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chúa trang, thương bất tính tới hồi tai họa, Phật vương đà chỉ rõ mái diệu quyền, chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả, để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, đỉnh ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tào đà xuất định khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái buổi hạ nguyên này say mê vật dụng, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Lực trời đà trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị chân tiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện hoài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn,
để kiếp đến Long Hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư, tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời đắm ma dương phấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trợ tế nhân dân. Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu, chuyện kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra trợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ bản của tín nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho cả có lòng bộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ, dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tan. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu cùng đi, mượn bút mật tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần điều rõ biết. Hầu ăn năn cải quá làm lành, còn kẻ chẳng tỉnh tâm, sao đàn tội cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo. Vẫn biết đời lan xa thống trị, phép nước nghiêm hình, dân chúng nghĩa yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nhịn, nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân kiếp chót này đây, há lại tiếp chi thân phàm tục. Xong vì tình cốt nhục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nỗi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 Nhâm Ngụ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Lê Văn Hòa vừa qua đã đọc xong bài sứ mệnh. Và phần tiếp đến, chúng tôi trân trọng kính mời đồng đạo Lê Văn Úc đến diễn đàn để đọc 8 điều răn cấm. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khuyên bổn đạo 8 điều răn cấm. Khi đã có giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì dứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áo phỉ, chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chiếu dọn thân cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành quên nhân nghĩa và đạo lý. Đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang, phụ người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc nguyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm hết bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt lấy tiền vàng bạc
giấy quần áo mà tốn tiền vô lý. Vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta, mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối với tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng chọn lành chọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện nam tín nữ trong tôn giáo nhà Phật, lúc gặp việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục lệ chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường hay dung nhơi hoàng, xét người cho cầu sẽ thắng ban. Nếu người có bằng vui lòng thương, ta chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Lê Văn Út vừa qua đã đọc xong 8 điều đáng cấm. Kính thưa chư quý vị, trước khi ông giáo lý viên Đoàn Văn Hảo đến diễn đàn để diễn thuyết qua chủ đề pháp môn tịnh độ, chúng tôi xin trân trọng kính mời hai đồng đạo Nguyễn Tấn Mỹ và Nguyễn Nhân Gạt đến diễn đàn để phụng ngâm một đoạn văn trong quyển năm. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Cõi tịnh độ lắm điều thanh lo sợ chẳng còn, chúng ta bà tim lùng dầu mòn, thân tứ đại của người cũng thế, mau thức tỉnh Phật. Yeah.
thì tôi mới phân ra là y kinh độc tụng. Y kinh độc tụng là gì? Y theo dấu bản để mà đọc. Nãy có hai vị lên đây để đọc bài Sứ Mạng với bài Tám Rưỡi Cấm đó. Cái người không có thuộc là dòm xuống đây gọi là đọc. Cái người mà thuộc đó đọc, và thuộc lòng đó thì người đó gọi là tụng. Rồi kể kinh độc tụng đến thanh đó. Tại đó y kinh độc tụng, y kinh độc tụng xin nói là nó giống nơi đọc to thuốc vậy thôi. Qua đất thanh thứ hai là y kinh độc tụng mà phải dẫn giải. Dẫn giải xong rồi Đức Thầy nói là tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo đó, nghe cạn lời chứng hồ đó, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Rồi dẫn giải xong rồi chúng ta hiểu lấy cái nghĩa lý để thâm nhập vào trong thể tánh tâm lên để tu tập, là đến giai đoạn thứ ba đó, là giai đoạn có thể nhập vào tu chính. Thể nhập là đem cái nghĩa lý đó đi vào trong nội tâm để mình tự rọi lấy những cái hành động, tướng thể và cái tâm hồn của mình trải qua thời gian. Khi xưa có những gì hay gì dở, cái nào dở loại bỏ cái hay, chúng ta tiếp nối thêm. Thể nhập vào tu chứng rồi đến nấc thang thứ tư, đó là thọ, đó là thọ ký. Thọ ký là được ghi lấy và ban bố. Thì Đức Thầy trong bài Sứ Mạng hồi nãy vị đó đọc đến có cái đoạn này, Đức Thầy nói là Phật Dương Đà chỉ rõ mới chịu quyền để chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đứng tu hành cao hơn quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo. Đó là thọ ký. Thọ ký là người đã còn sống, ai mà còn được sắc thân, còn nếu chết sớm thì mãn kiếp hồng trần, sanh lòng quốc thượng công được Phật rất yên lạc. Họ ký cho được giảng sanh về cực lạc để nối tiếp sự học, để học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu giới chúng sanh. Thành ra đây là bốn nấc thang mà chúng ta dừng nghỉ nấc thang nào là chúng ta coi như là không thể được. Thí dụ nói đọc giảng nó là đủ, thành ra điêu luyện này nọ, cái giọng đọc lên xuống, sau đó rồi vậy đọc xong bài vậy coi bữa nay tôi hành đạo rồi. Xin nói đó đọc co thuốc tôi, thí dụ bây giờ như mình bệnh, mình đến phòng thuốc địa phương mình đó, ông thầy thuốc đó là hốt theo cái lòng thang giáo lý Đức Thầy ba thang. Bây giờ mình lạnh ho đi, ông bắt mạch ông thấy cái tạng phế ho khô khan suốt cả đêm ngày đó, ông mới viết cho mình cái to về để tìm vị thuốc. Ông viết trong thế này theo cái mấy cái vị trong giáo lý thầy dạy đó. Thuốc ho số 1 chỉ rằm nhân cần bá dị và rễ chanh gừng lùi, rau tàn nghe tiếng để tươi tròi ngòi lá bữa chào hồ phơi sơ. Bông thọ chính vị hiện vào sắp rồi cầu nguyện uống ma bệnh lập. Mình cầm cái to về cái sáng mình đọc, rồi trưa mình đọc, chiều mình đọc. Giọng điệu này nọ đâu đó từng lễ trở lại, cái ông thầy thuốc ông hỏi sao đồng đạo hết ho chứ, nó dạ chưa. Sao hết ho được? Tại sao kêu nói tôi viết cái đó rồi đi về tự tìm thuốc rồi sắc uống. Tới chừng sắc đó phải làm sao phải đổ vô cái nọ, để trong cái nọ cái siêu rồi đổ vô ba chén rồi sắc lại còn tám thôi. Rồi phải lựa cái giờ nào mà không no không đói uống vô cái thông kinh mạch nó hết ho, nó đi vào trong tạng phế, kết quả tốt. Bây giờ đến giai đoạn sắc uống xong rồi sợ uống để nó cái uống ở cái mắt hàng sớm ta không biết mình uống thuốc. Thật ra đôi khi xấu tắm cũng có nữa, cho thuốc nó bay dậy trời cho ta nghe ta biết nhà ta thuốc dữ lắm. Thật ra đây Đức Thầy dạy chuyển nhu hậu âm thầm xem coi rồi bắt đầu tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Còn trên văn ngữ thì nó như đọc cái to vậy thôi. Rồi tìm nghĩa lý rồi bắt đầu mình mới thể nhập. Cũng như Đức Thầy dạy, Đức Thầy dạy chữ mắng ta dạy biết, chứ mày hảo câu thuộc lòng đi. Ra ngoài chợ, ra ngoài đời, ta chửi mắng này nọ đâu đó, đôi khi chửi lại, bây giờ có giả điếc không? Hồi đó chưa tu thì ai chửi mình chửi lại, bây giờ giả điếc tức là làm như không nghe, có nghe mà không nghe. Vì đây đã tu chức được trong câu đó rồi, đợi cho người hết giận, người kia hết giận mà lại khuyên người ta. Giải thích cho nghe sự việc này nọ, chị nóng, chị tử, chữ tôi vậy cũng phải, mà lúc đó nóng lắm, chị nguội rồi, chị thấy cái đó cũng không đúng. Tôi cũng quấy đôi chút vậy thôi, thôi chị đừng chửi nữa này nọ, mình khuyên giải này nọ là người đó đã hành trong câu giảng chứ không phải đọc trong câu giảng. Không phải ta chửi rồi bắt đầu nói thầy tôi dạy là chửi mắng ta dở đét, nói rồi nó chửi thêm nữa, chọc giận nó thêm. Bị đọc câu đó để mình lấy cái nghĩa, cái ngữ lấy cái nghĩa để áp dụng vô trong một cái thực chất tu của mình.
chứ đâu phải đọc trên cái miệng đó mà tu. Có đôi khi đến thời nó thấy dân tình xem giảng ngâm nga, nó lỡ xuất giả đôi điều trần tố, ngâm nga hiểu nghĩa đáng như ngà. Tại tôi khuyên hoài những cái người đọc giảng làm ơn đọc thì cũng hay quá, cho bà con ta đưa theo Phật quát lời lành hằng nghe, nhưng rồi cũng phải thảo luận về vấn đề nghĩa lý, chứ không phải đọc xong rồi một bài xong rồi về nhà rồi bỏ cái chương trình đó hết vậy, không phải. Hiểu cùng nhau truyền bá kinh lành cũng thế được. Thật ra đôi khi tôi đến những cái điểm mà tôi giảng, tôi nói có nhiều người ta lại không ưa, tôi nói bộ xấu hổ cũng nậu, tôi sao dạy ta, đâu phải dạy, mình nhắc nhở, mình nói đàng hoàng cho biết sự việc gì thôi. Thật ra cây thang bốn nấc mà chúng ta chứ phải giữ cái nấc đó là cái nấc độc giả, giọng điệu này nọ đâu đó du dương sao đó ẻo lả thì chuyện đó ta khen. Biết cái người đọc giảng người ta không biết giảng hay đâu phải người đọc hay, tự nhiên nói rồi đó cô đó, cái cô như cô Lệ Thủy hay là cô Thanh Kim Huệ đọc giảng hay, không phải giảng hay chứ đâu phải người đọc hay. Mượn cái âm thanh nó diễn lên cái kệ giảng, nghe cái câu giảng để mà tu, chứ không nghe âm thanh để mà tu. Cũng mượn được cái đó để cho nó gợi lên đôi chút này nọ cho ngon miệng, ngon lỗ tai vậy thôi để nó thâm ý, chứ còn câu giảng mới hay, chứ còn cô này đọc mấy câu khác hay không. Mình nói nhiều quá đi sâu vào vấn đề cái sở trường người khác, không ưa mình. Hiện tại nó là chân chánh thì nó rõ, ủa sao hả nó rõ, tại sao đâu có rõ, vậy nó nói thiệt vậy là đi cứ vào đó mình tiến tu lên. Đọc giảng rồi thì nghĩa lý, đọc bài nào phải biết nghĩa lý bài đó. Không biết thì cũng phải ngồi lại, ngưng đọc giảng một thời gian ngắn tiếng đồng hồ để tìm hiểu, chứ không phải đọc suốt ngày hoài. Điện mắt là không biết phút sau còn thôi, về hết rồi. Bây giờ mấy người đi nghe thuyết giảng khôn lắm, không chịu ngồi trước ngồi sau không à. Nếu thấy thuận cảnh này nọ hợp duyên còn ngồi, còn không rút lui, tới chừng sau còn trước có mấy người. Thật ra nhiều khi ban tổ chức người ta muốn giữ khách lại, người ta đóng cửa hết, không cho về. Thôi bà con ở sau ráng ngồi lại nha, chịu đựng cho đến. Nói 12 giờ quá chứ chút nữa tôi nghỉ rồi. Bể pháp mênh mông rừng thiền chấn chở, có ông đó lên nói rồi, bể pháp mênh mông rừng thiền chấn chở, thân tôi học dở nên chẳng thuộc bài, xin phép quý ngài cho tôi đi xuống. Đứng trên này nhiều quá, nó lâu quá nó cũng rung chân lắm, đâu phải là không. Thôi giờ xin phép trở lại là đề tài pháp môn tịnh độ. Bây giờ cái tiêu đề đó khi nghe qua thì nó cũng quen thân quá, đâu có gì lạ. Vậy là pháp môn, chữ pháp là một cái định hướng, chữ môn là cái cửa, tịnh độ là muốn nói đây là một cái trong 10 cái đường lối tu đến chỗ thành Phật. Tịnh độ có hai loại, một là tịnh độ về cảnh giới, về vũ trụ quan, đó là thế giới cảnh giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ ở bên Tây Phương đó. Ở Tây Phương chư Phật ngắm trong đó. Còn tịnh độ tức là sự trong sạch, hoặc giả là niệm Nam Mô Đà Phật để tạo thành cái duyên, để chúng ta gieo duyên Đức Phật, để sau này Đức Phật nâng phần hồn mình về cảnh giới Phật, mà cảnh giới đó mới có được một sự cứu giới thể theo 48 lời thệ nguyện của một vị khi xưa là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Thật ra pháp môn niệm Phật đây là cái phương cách niệm Nam Mô Đà Phật, và sự cư trú đó là cảnh giới cực lạc. Mà Đức Thầy nói nếu ai giữ cái trọn lành trọn sáng về nó cởi Tây Phương an dưỡng học đạo cho hoàn toàn, trở lại cứu giới chúng sanh, thì thôi giờ cái đó thì rộng mở, đôi khi rộng mở đến một cái chu kỳ Đức Phật khi xưa cách 2500 mà ba mấy 40 năm về trước bên Ấn Độ, rồi sau Trung Quốc này nó dài xuống, người ta phân ra cho đến cái dấu tích, nghĩa là khởi đầu của pháp môn niệm Phật. Còn giờ đây chúng ta hiểu theo lời dạy Đức Thầy, nó rõ, nó ngắn, dễ hiểu, đây là tốt yếu tịnh độ. Bây giờ bà con dở ra trong cái quyển 5, tức là hệ thống 1, 2 dài xuống 5, hoặc giả đây quyển khuyến thiện.
Chữ khuyến là khuyên, chữ thiện là làm, tức là lấy cái lành để căn bản, để làm căn bản, làm nền tảng. Rồi Đức Thầy dạy phải tu tịnh độ, là pháp môn Nam Mô Di Đà Phật. Nó ngang hàng đến các pháp môn khác như Thiền Tông hay là Luật Tông hay là Di Sức Tông rồi Quan Nghiêm Tông. Có 10 cái tông, tức là 10 phương cách tu đến chỗ thành Phật. Mà tịnh độ này là một trong 10 phương cách đó. Mà nó hay nhất là cái chỗ được một sự hỗ trợ của chư Phật, chư Bồ Tát. Thật ra vậy, trong quyển năm này là thuần về nói về làm lành là tịnh độ, không nói về vấn đề thiên cơ thời cuộc, không có nói cái gì mà sâu sắc trong vấn đề ẩn chứa của cái thời gian năm tháng. Thật ra phần đầu thì Đức Thầy đưa ra đây là một cái chương trình của cái người tại gia cư sĩ. Ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, chứ không phải nói cái chuyện mà tu pháp môn này mà vô chùa. Tu trong cái mặt hạnh, trong cái hoàn cảnh sống của tùy theo mỗi người, cũng đều có một cái pháp môn nằm ở trong tâm để xử sự. Đi đứng nằm ngồi ráng niệm chứ quên không đợi gì thời khắc. Rồi Đức Thầy nói về bối cảnh của xã hội, rồi Đức Thầy mới xuyên qua về gọi là phần duyên khởi. Đức Thầy mới nói về cái tiểu sử Đức Phật và lịch sử Phật giáo. Thật ra mới diễn tả thôi, giờ mất một khúc nào đó mình để mà bàn bạc thôi, giờ mất cái khúc chỗ này. Bây giờ Thái tử sự ta trong cái bối cảnh, cái nhân thân và cái gia thế thì thấy ngài đầy đủ mọi sự việc, sẽ kế truyền ngôi vua cộng thêm là tiền bạc dinh giang, rồi vợ đẹp con cưng, mọi sự việc nó đều bao quanh cái đời sống của Thái tử siêu ta. Nhưng rồi ngài cũng phải đi tu vì bổn nguyện, nối tiếp theo một cái chương trình bổn nguyện của nhiều đời nhiều kiếp. Thật ra vậy thì ngài xuất gia đi tu hồi 19 tuổi phải không? Theo đại thừa là vậy, tiểu thừa nói tới ba mấy tuổi được. Thật ra cái dấu mốc mà ra đi đó, xin nó đọc bài thơ vui vui đó. Thật ra khi mà đã hiểu rõ mọi sự việc, khi dạo bốn cửa thành rồi đó, thật ra ngài ý thức được mọi sự việc nó gom trong 8 điều khổ, cộng lại 4 điều khổ hiện hữu. Thật ra vậy phải từ giả vợ con ra đi, dán bức màn lên nhìn thấy công chúa Gia Du Đà La nằm ngủ, rồi mấy cô cung nữ này nọ múa hát những giờ phút sau cùng ban đêm, dòm thấy hết ham rồi. Thành ra em hãy hy sinh hạnh phúc mình, mấy ông nào có vợ ráng nhớ mấy câu này đang nói nhé. Em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh, tình ta nay đẹp mai gian dở, lưu liếng làm chi một bóng hình. Chiếc áo cẩm bào xin gửi lại, thay vào chiếc áo khách phiêu linh. Bát cơm hoàng tộc xin từ biệt, thay bát muôn nhà độ chúng sinh. Mấy ông nào thuộc dám về động câu này không? Tại đó là cái người có chí nguyện rất lớn, người có tài năng nghĩa là vô biên. Thật ra vậy thôi, xin phép cái hành trình của ngài đó là thái tử này là 5 năm lên tiền đạo, 6 năm khổ hạnh, rồi đến giai đoạn sinh tích trong chỗ này. Sau ngài đến dạch đi liên thiền, thổi cổ qua cảnh bắt tham thiền, ngồi khổ hạnh 6 năm bên ấy, đạo gần đất Ma Dương theo vấy, dùng thần thông nghị lực dẹp tan ấy, mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước vô thương độ chúng. Tự giác bây giờ đến chỗ giác tha đó. Ngài bèn xét khi ngồi dứt có về đó, 49 ngày đó, đến cái canh hai, khi đó ngài mới phát hiện được tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông. Thật ra vậy có túc mệnh binh mới ngài mới xét ở trong Phật chủng, túc mệnh binh mới thấy ở về bổn tâm ngài về chúng sinh đó. Ngài mình xét ở trong Phật chủng, chỉ chủng là giống, là cái giống Phật đó, bị ngài đắc Phật rồi ngài mới thấy cái giống này có ai có. Thật ra vậy là cái chủng Phật của Đức Phật đã thành cây, nó thành trái, còn cái chủng chúng sinh nó còn cái hộp. Nhưng mà trong cái hộp đó nó có được những cái tướng của cái cây và tướng của cái quả. Vì ngài có được cái trí tuệ, ngài nhìn thấu vô cái thời gian luôn. Thật ra ngài mới nói một câu dõng dạc,
về nhân sinh quan. Tôi sẽ nói là trên thế giới các tôn giáo không có một triết lý nào mà nó sâu sắc, mà hiểu thấu đạt một cái cùng tận là vậy. Ngài mới thấy đáng lý phải độc tôn. Ta là Phật thôi, không ai được quyền thờ Phật. Tu theo đạo Phật thì ông Phật được cho mình để thành Phật, còn tu theo tôn giáo khác có được thành không? Có thành cái ông nào mà chúa tể trong tôn giáo đó không? Có. Thành ra vậy ngài mà xét trong Phật chủng là cái hạt giống Phật đó, cái đó là tự như nhiên am vẫn có hết. Các chúng sanh đều có như ta, như ta đó là Phật. Thành ra khi ngài nói trong kinh Đại Thừa, ngài nói là hữu nhất, ngài nói nhất thiết chúng sanh gia hữu Phật tánh, là nhất thiết ai cũng đều có tánh Phật hết. Còn ngài thể cho có nhiều người ta không tin, ngài nói nó hữu nhất chúng sinh là có một chúng sinh nào mà tu đi, hữu nhất chúng sinh vô thành Phật quả, vô thành là không thành Phật đó, không thành quả là ngã thể, bất thành hoặc ngã thể, ngã là ta, thể là thề. Nếu có tu đi mà không thành Phật, ta thề ta không thành Phật. Đã có một cái sự bảo lãnh bảo kê đó chắc thật rồi, mình còn ngời nữa. Thành ra vậy các chúng sinh cũng như ta. Còn Đức Thầy mình thề, Đức Thầy cái tương thần ta cũng ráng ráng thề cho bác đánh về tu thân đó, tu hành cho được đức anh thì ta chắc phải sát thân người đời. Thành ra cái tuệ giác của các ngài nó thấu suốt mọi sự việc, thành ra bảo lãnh cho mình. Nhưng con cái vừa có mà tại sao không thành ông Phật đi? Đức Thầy mới diễn lên, thay lời Đức Phật mới diễn lên. Bị vô minh vọng tưởng dạy tà, chứ bị là dướng vào vô minh, chứ vô là không, nhưng minh là sáng. Bị cái án nó che, cũng như con người có mắt sáng, nhưng mà lấy cái gì trùm cái đầu lại, trùm mắt lại, không thấy được, hỏi thấy gì nó không đó, thấy tưởng là mù. Ta nói giờ dở đó ra đi, dở gì bệnh ra đi, rồi thấy mọi sự việc cái gì thật ra vậy. Bị vô minh tức là cái không sáng, là cái gì là cái tập quán đen tối vọng động này nọ nó che. Bị vô minh vọng tưởng dạy tàn, quay lộn ta bà cõi khổ. Quay lộn là xây vòng hoài như bánh xe thôi, nó không ra được. Cõi khổ là cái cảnh đắng cay này nọ đâu đó, đầu thai lên xuống, và khi làm thú làm người, khi làm thần làm đủ mọi chuyện, nó quay tròn như bánh xe không thấu ra luật luân hồi sáu nẻo không lần bước ra. Bị vô minh vọng tưởng vọng tàn, quay lộn ta bà cõi khổ. Bây giờ bắt đầu vô nói để chúng sanh biết những sự việc mà chúng đang có và đang bị vướng. Bây giờ muốn mở cái này để cho thấy được một cái cảnh trời bao la, một cái tâm Phật, một thời thể đắc nhân Phật. Vì ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thành ra vậy bây giờ ngài mới tìm pháp môn, ngài tìm phương cách Phật tu pháp môn nào đắc đạo dạy ta. Dạy chứ không phải là nói dù phải làm theo giống y Đức Phật khi xưa, phải bỏ vợ rồi bỏ con rồi phải vô rừng rồi hành thiền này nọ. Cái đó là sự sáng tạo. Bây giờ mình là người hưởng thụ. Thật ra ông sáng tạo xong rồi ông cắt tỉa mọi sự việc này nó thành công thất bại, sau đó bây giờ ông đưa ra một cái điểm nhỏ thôi, cái sự thành công cho mình làm theo. Thật ra vậy ngài mới dạy. Giờ Đức Thầy đã các chúng sanh được có như ta, bị vô minh vọng tưởng dạy tàn, quy lộn ta vào cõi khổ. Đức Thầy mới diễn lên cái tâm đức của Đức Phật, của Đức Thầy. Lòng thương chúng thiếu phương tịnh độ, đẳng giác diệu tất cả chúng sanh, nếu như ai có chí làm lành chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Cả vũ trụ khắp vùng vạn vật, dầu tiên và ma quỷ xuất sanh, với những tâm kính nguyện phụng hành được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, có mơ đồ dứt cuộc luân hồi. Giờ ta đo nghĩ nha, nhưng bây giờ bắt đầu trở lại dẫn giải. Tôi sẽ chú thích và nói đại ý dẫn giải có điển tích hay là có sự việc gì mà trong đó để nói lên cho rõ câu giảng Đức Thầy tôi nói, rồi đến cái câu cuối đó là nghĩ. Vừa mình hiểu tinh độ, cộng thêm hiểu được cái nghĩa lý Đức Thầy từ trong văn ngữ, từ trong nghĩa lý. Bây giờ bắt đầu cái câu là lòng thương chúng thế phương tinh độ. Chữ lòng đó là tiếng nôm, còn cái chữ Hán, chữ Nho là chữ tâm. Nhất tam điểm như tinh tượng hoành câu tạo nguyện tào phi mau tùng thứ đất Phật giả câu vô tha, là cái câu Nho nói nó chữ tâm vậy đó. Nhưng Đức Thầy diễn theo cái chữ nôm như dễ hiểu là lòng. Lòng tức là cái tâm, mà tâm đây là tâm đại từ. Chữ từ bi, chữ từ là hiền lành, chữ bi là cứu khổ. Hiền lành thương xót chúng sanh, mẹ với con phải cứu khổ. Thật ra vì muốn cứu khổ chúng sinh, thành ra Thái tử Siddhartha
phải bỏ vợ con này nọ sao mới chứng đắc được, từ trong chỗ đó mới dạy cứu khổ chúng sanh, đến ngày nay còn rạng lấy danh không biển dân lành sùng bái. Vậy lòng từ Đức Phật, lòng từ của Đức Thầy muốn làm sao cứu chúng sinh, nếu còn chúng sinh khổ ta phải khổ vì họ vậy. Đức Thầy nói bể trầm lưng khô cạn, sáu đàn tăng sĩ rỡ về nơi thanh tịnh, đó là thể lòng đại từ. Rồi đại bi là cứu chứ không phải nói từ thôi nha. Chữ bi là cứu khổ, nói thương rồi phải cứu các người được mình thương đó. Vậy đây Đức Thầy chỉ biết lòng thương chúng, thương là thương chúng sinh đó, chỉ thương là sinh chưa bi thương chúng sinh, rồi cứu khổ lòng thương chúng, chúng là chúng sinh. Mà giờ nói chúng sinh là gì, xin nói đây là những cái thuật ngữ của Phật giáo, rồi từ từ tôi sẽ giải thích về chúng sinh. Mà nếu nó thoáng qua để bà con hiểu trong cái từ này cho nó hơi nhiều chút, rồi chút rồi mình nói hơi ít chút, đến cái danh từ khác rồi nó trùng đây nó ít. Chúng sanh thì chúng là đông, chữ sinh là sống. Cái thuật ngữ của người Ấn Độ, cái triết lý bên đó nói về nhân sinh quan, nói con người là chúng sinh. Còn cái triết lý ở của đạo Khổng bên Trung Quốc đó thì người ta gọi là ba tánh. Ba tánh là trong họ thôi. Thật ra vậy thì danh từ chúng sinh nó rộng hơn. Chúng sinh nó nằm trong tứ loài. Thật ra cái loài nào sinh bằng cái bào thai như con người của mình hay là con heo, trâu, bò, bào thai là một cái chủng chung. À, đó là thai xanh, rồi đến cái nõn xanh là sinh bằng trứng, rồi dưới thấp xanh là ẩm thấp, ẩm ướt nó biến lên, nó sinh lên, rồi quá xanh là tự nhiên hấp thụ âm dương nó biến ra. Là trong tứ loài này đó là xin nói gọi chung là chúng sanh. Nõn thai thấp quá phi tẩu tồn ngư do vị lai chư Phật chư lưu hoặc quá khứ đa căn sanh bụng mẫu, đó là trong tứ loài là có cha mẹ chúng ta, hoặc giả là có Phật vị lai sau này đã thành ra vậy. Là lòng thương chúng này là chúng sanh thiết phương tịnh độ. Chỉ thuyết là nói lên chữ phương là định hướng tịnh độ, là nói cảnh giới Đức Phật. Bị Đức Phật nói từ một lấy trung tâm điểm bên Ấn Độ, bị Đức Phật nói từ bên trung tâm bên Ấn Độ làm trung tâm hành tinh mà hướng về hướng Tây, cách 10 muôn cầu Phật độ có thế giới gọi là Cực Lạc Quốc do Phật Di Đà làm giáo chủ. Thì đó lòng thương chúng thiết phương, tức là định hướng đó có tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Đến cái này có diễn tả về sự trong đó, trong quyển năm này. Thật ra vậy, đây cái câu đầu là vì cái tâm lượng rộng lớn của Đức Phật, của Đức Thầy mới mở ra cái phương pháp tu để đạt được sự kết quả bằng pháp môn tịnh độ, là Nam Mô Đà Phật. Nói gì hiểu Nam Mô Đà Phật, toàn cả chúng sinh đều hưởng lấy pháp môn này, không có khó. Đặng dắt nhiều tất cả chúng sanh, lòng thương chúng thiết phương độ, đặng dắt nhiều tất cả chúng sanh. Chữ đặng là được, chữ dắt, xin nói chữ dắt nhiều nổi cái từ này bà con nghe. Ví dụ như cái người ăn chay mà ăn chay chưa có được rành, Đức Thầy nói chay bốn bữa là quy tắc của cái khùng chỉ dắt. Chỉ dắt là tức là người đi lạc đường dẫn đi cho đúng. Vậy là đây Đức Thầy cho biết đặng dắt nhiều chữ dắt là người này có được trình độ hay không, nhưng mà không biết đường đi, có căn có thiện. Còn chữ nhiều là cái người này giống như bạn nhựa cái đó, yếu quá, sự biết nó chậm chạp này nọ, cũng phải đưa người này đi vào cái lối đó là lối của tịnh độ, là kêu họ niệm Phật. Chữ tất là hấp thẳng, chữ cả là rộng lớn, chúng sanh là nãy tôi đã bàn đó, chúng sanh là thuật ngữ của người Ấn Độ đó, là trong tứ loài đó, là không bỏ ai hết. Thí dụ bà con nào có tu pháp môn thiền đó, là cái người đó phải trí lự thông minh, phải có giàu có đầy đủ pháp phương tiện, người ta mới có thể tu được pháp thiền. Còn tịnh độ này thì bất luận, không có nói về cái người sang, người hèn, người già, người nghèo hay là già, trẻ gì trên cũng được, biết có niệm được Nam Mô Đà Phật là được. Thì vậy gọi đẳng giác gì được tất cả chúng sanh. Rồi giờ Đức Thầy nói thêm về cái pháp môn nó vậy rồi, các người thừa hưởng được rồi, đừng có sợ, cũng có phần rồi.
Rồi thầy mới nói thêm, nếu nhà cô chỉ lầm lầm, bây giờ muốn tu tịnh độ rồi có cái căn bản đầu tiên, nếu đây là nó cái dấu mở nha, cố chí lầm lầm, nếu như ai, chỉ như là giống hệt ai, là không nói riêng một cá nhân nào gia cấp nào hết, nếu như ai cố chí lầm lầm, chữ cố là quyết định, chữ chí là tổ cùng, tổ cùng sự việc, người ta vẽ cái chữ sĩ, chữ sĩ rồi chữ này ta vẽ chữ tâm đó, mới gộp lại hai bộ này kết hợp thành chữ chí, tức là người sĩ, người có học thức, mà họ đặt cái trọng tâm làm cái gì, họ làm đến chỗ cuối cùng sự việc không bỏ. Thật ra Đức Thầy mới nói, nếu nhà cố chí, còn cái người nào mà bỏ nửa chừng, Đức Thầy nói kẻ vô tình, nó chẳng có chí bền, nó vô tình là còn hờ hững. Thật ra nếu ai cố chí làm lành, làm lành là gì? Xin nói Phật giáo dạy con người, xin nói là làm lầm vậy thôi. Mà làm lầm ở đây nếu nói chiều rộng bung ra nó rộng dữ lắm, còn nói cái từ nó thu lại nhỏ xíu là làm lầm. Bà con coi lại trong sử liệu Phật giáo, người ta mới gom lại 49 năm Đức Phật truyền bá từ Nam Ấn ra Bắc Ấn này nữa, 49 năm Đức Phật sao lại, người ta mới gom lại có tứ cú kệ, bốn câu thế này là: chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Là nói rằng Đức Phật cái chủ yếu dạy chúng sinh là làm hết các việc làm, tránh tất cả điều ác, quyết sửa tấm lòng trong sạch. Ấy là Phật dạy vậy thôi. Đức Thầy cũng diễn lại, cũng nói lại trong đó là Đức Thầy cũng dạy, nghĩa là làm hết các việc tự thiện, cũng diễn lên cái tâm ý của Đức Phật là vậy. Thật ra vậy xin nói phải làm lầm, mà làm sao là lầm? Bây giờ làm lầm ai cũng nói tôi làm lầm hết. Thật ra vậy mới lấy một sự việc cụ thể để nói. Thật ra vậy thì nhà Phật mới đưa ra, Đức Thầy mới dạy mình đó, là trong đó Đức Thầy mới nêu lên trong quyển 6 Thầy nói về thập ác. Ở trong quyển này phần sau nói về 10 điều ác. Bây giờ Đức Phật mới truy ra ở trong bản chất sống của mỗi con người, nó có bao phần. Một là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thân nghiệp là cái dao động về hình thức, tài chân vừa múa nó hơi thô hơn. Thân nghiệp thì cái nghiệp của thân nó thường hai bài ra sự việc là sát sát đạo tạc tà dâm. Nếu còn cái này gọi là thân ác. Bây giờ có cái miệng thì ngôn ngữ phát ra thì nó có lưỡng thiệt ý ngôn mắt khẩu vọng ngữ. Còn cái ý thì tham lam sân nộ mê si. Trong ba cứ điểm này mà nó biến ra 10 điều thì hoàn toàn là nó đi vào cái lối đi là lối đi ác. Thật ra vậy thì nhà Phật dạy trong giáo lý Thầy dạy, và coi lại bản thân sống của mình, đầu tiên nhất là sát sanh, chỉ sát là giết, chỉ sanh là sống. Cái người tu tịnh độ mà xin nói, mà nếu tay chân còn sát với sinh vật, miệng còn nhai thịt, còn nhai cá này nọ, còn khởi lên cái chuyện mà sát với sinh vật và dùng cái miệng niệm Phật thì xin nói cũng khó. Thật ra vậy Đức Thầy mới dạy đó, phận tu hành đạo bằng ra tư. Sát sanh là giết lấy mạng sống của chúng sinh, thế nên người xưa ta nói là thịt lền trong canh ngọt, sát khí thấu trời xanh, tiếng kêu trong lò thịt gây thịt bỏ chiến tranh. Niệm Phật là sống theo thể tánh của Phật, mà ông Phật thì đâu có sát giết. Dầu sát giết là trong hoàn cảnh nó tự nhiên nhiên nào đó thôi, chứ không khởi lên cái hành động cố ý mà sát với sinh vật. Còn trên cái chuyện ẩm thực hàng ngày, mình phải xem coi trong bữa ăn của mình là cái gì. Tôi thường hay đọc cái câu, tôi nhớ hồi xưa ta đọc đó, gió đưa cành trúc la đà, rau râm nó hại con gà chết tư đó. Đã ăn chay tu rồi mà thấy đám rau râm nhớ đến con gà giò. Rồi vậy cái miệng nào niệm Phật, cái miệng nào còn nhai xương máu thịt chúng sinh, thành ra vậy sát sanh nó làm cản trở vấn đề niệm Phật dữ lắm. Thật ra đầu tiên nhất sát sanh, rồi đạo tặc là cái giặc đi lấy trộm người ta, đào tường phét vách này nọ, không làm cũng có ăn, không lo cũng có mặc đó, thì chuyện không thể được. Cái người mình tu hành mình đâu có xảy ra vụ này. Bố thí giúp đời niệm nhường cơm xẻ áo nữa. Rồi tà dâm, chữ tà là không chấm, chữ dâm là ương trọng. Nếu nói bình sanh trong sự sống của con người tại gia, cái mức độ
Sơ khởi vấn đề tu hành là trên có cha mẹ ông bà, dòng họ thị thực này nọ, rồi kẻ có chồng người có vợ này nọ sinh con ra, thì ta nói cái đó là đúng, là nó có được một sự chứng nhận. Còn nếu mà về mà xé lẻ ra tình lý riêng tư đâu đó này nọ vụng trộm, ta nói đó là gọi là cũng dâm mà nó tà, nó không đúng. Tức là làm mọi chuyện xác phép này nọ đâu đó đã chồng vợ thuận chơi qua cho đến tháp. Còn bước lên lãnh vực mà tu giải thoát rồi, tất cả mọi cái dâm nào thì nhà Phật cũng không chấp nhận hết. Vì nó làm cho dao động cái thể tánh thanh tịnh, thành ra người ta muốn để cho một cái định lực của tâm linh nó lắng xuống để thấu đạt đạo lý. Thật ra mới gọi là trường mấy người đó trường cha và tiệt dục. Ở đây cái ông uống Mỹ còn ngồi đây không? Ông lái xe thầy. Ông đó chiều gặp độc thân tôi thấy mặc áo văn miễn, để râu để tóc có giống người xưa sống phạm hạnh vậy đó. Thật ra vì vậy xin nói là nếu bước lên cái con đường giải thoát thì đọc trong chánh tư duy của bát chánh đạo Đức Thầy mới thấy. Lợi danh quyền tước nghĩa vợ tình chồng ấy đó, Đức Thầy mới liệt vào trong cái tà của cái pháp tu giải thoát. Còn bây giờ mình đã hiểu rõ một sự việc hồi xưa cha mẹ định đoạt, giờ nữa tu rồi thì mình nắm tay nhau đi trên con đường giải thoát. Còn đắm chìm trong cái ái dục quá thì nó mất một cái trí sáng. Thật ra vậy xin nói đó là tà dâm, sát sanh đạo tặc tà dâm, rồi cái miệng lưỡi thiệt, lưỡi là hai, thiệt là lưỡi. Có nghĩa là hai lưỡi nói cho người ta tranh chấp hơi vui qua lại, chuyện nó không phải. Người đạo là phải hòa giải với nhau, dùng từ ngôn nói tận đáy lòng. Rủy ngôn là dùng lời nói của cha mẹ có gia cấp cao, chửi con chửi cháu hay là có chức phận này nọ, mình mạt sát mấy người thấp hơn mình giàu, mình nói với người nghèo làm cho ta tủ nhục, ta khổ khó trong ngôn ngữ ỷ lại của mình. Rồi ác khẩu, tức là nói ra chửi thề, ra vẻ là mình người sành điệu. Thành ra cái ngôn ngữ tiếng nói của mình chim khôn hót tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe, mở ra cái miệng rồi là chửi thề, chửi gió măng mây trù của gia đình đủ thứ. Mọi sự việc thì con người cái miệng, ta niệm Phật cái miệng gì đâu nói kỳ. Vọng ngữ chứ vọng là không thiệt, chứ ngữ là ngôn là lời nói không thiệt. Đâm bị thóc thọc bị gạo, hoặc giả gặp người này nói gì, gặp người kia nói khác. Nghĩa là tu ít xịu mà dám nói tu mình tu cao, gặp chuyện gì đó thiêu dệt lên đủ thứ, nó dốc, nó láo. Mà nhà Phật nói trong bốn đại giới ba la duy pháp là sát đạo dâm vọng, là đại giới chưa chứng đắc mà nói mình chứng đắc, mình tu thấp nói mình tu cao, mà làm chưa được nói mình là tròn. Cái đó gọi đó là nhà Phật mới loại ra đó là đại, đó là gọi đó là đại giới. Thật ra vậy thì cái vọng ngữ thì cái chuyện này nó cũng bị con người nói có hai chuyện. Ví dụ mình tiếng chào mừng cửa miệng làm màu, còn tâm ý mưu mô đủ thế, đó là dùng cái xảo ngôn để mà nói. Chứ người tu dùng từ ngôn nói tận đáy lòng, cái từ ngôn tức là lời hiền lành nó tự trong con tim thành thật, trong cái tâm nói ra vậy có thể được, nó không có nói dối với lắm. Rồi giờ đến cái nó thuộc về trong căn bản phiền não, nó gồm có tham sân si. Chỉ tham là thấy của người thèm vô nước miếng, tính làm sao lừa gạt lấy đi. Sẵn tứ tham bất cứ chuyện gì giàu sống tốt là dồn chứa thì tham đó. Mà tham quá sao tu tịnh độ được. Có nhiều người nói thế này, nói mấy ông nói cảnh ba bà nó khổ, cái bản thân nó khổ, trí não nó u tối, thành ra cầu sanh gì trên kia mấy ông cũng tham vậy thôi, bỏ cảnh khổ tìm cảnh sung sướng này nọ vậy cũng tham thôi. Nhà Phật đó không phải tham. Cái tham mà vô cớ lấy của người ta làm khổ đau của đối tượng này nọ. Còn cái người mà cầu sanh tịnh độ là người đó tinh tấn, người đó có trí huệ, người ta tìm một cái lối thoát để sao cứu độ chúng sinh, chứ người ta hưởng lấy. Thật ra rồi tham lam sân nộ là giận hờn này nọ cao có, rồi tranh chấp hơn thua đánh đập, làm khổ não này nọ đâu đó quan là sự kiện, rồi chết chóc thương tích đủ thứ trên đời. Nóng nữa trong cơn giận cái gì nhân đạo để cho con cọp dữ trên rừng. Tham rồi sân rồi si là mê tối, không chịu học hỏi. Coi như cái hiểu đôi chút của mình nó là đầy đủ, thành ra ứng xử đâu đó này nọ nói ta không tu thôi, cho ta tu hơn mấy đứa bay mà biết chừng nào tu.
chưa giàu mà tự nhiên mình là giàu là đâu có được, phải cần cù làm ăn này nọ chắc món từ chút. Cái người tu giống như người vô trong hầm vàng mà mót vàng, mót từ cái mạt nhỏ rồi sau này kết tụ thành khối mới đem về quê hương, phải tích lũy này nọ đâu đó. Chưa có ở trên cõi muốn nói có một cục vàng lớn sao được. Thật ra nhà Phật mới gọi đó là Messi, dạy Messi phải nương thiền giác. Thật ra vậy ở đây mấy cái này mà phá được rồi đó, mình đảo ngược lại đó. Thí dụ như giờ nói về cái tham đi, giờ đổ ngược là đổ cái gì? Thầy mới dạy mình đó là Đức Thầy hãy bố thí việc làm ích kỷ, muốn trừ tham có hiểu cách nào không bố thí. Mình bố thí giúp đời này nọ thì ích kỷ nó phải lui rồi. Còn giờ muốn trừ sanh mới làm sao? Thì giờ cứ mãi nuôi nó hoài, nói tao nắm lắm, giờ mày nói hay nữa coi chừng. Thì nó giải muốn, ở đây là Đức Thầy nói là ta thường nên tập tấm khoan dung thiệt hành đi, đừng có ngại ngùng tha thứ kẻ lỗi lầm ngu sửng và nhẫn nhịn, đừng ham tranh luận khó bất lòng tất cả mọi người. Tinh thần lương vẻ mặt vui tươi vậy mới đáng tin đầu Phật giáo. Sáng ra ta gặp mình ta vui, mình sáng gặp mình ta nói gặp cha nó xui quá, vì cái mặt cha nó bị xị. Gặp có thì về làm ăn không có, thì chuyện đó mình chưa phá được cái nóng nảy, cái nóng nó hiện ra cái mặt ta dòm cái ta sợ. Thật ra vậy bây giờ trong thập ác này mình chuyển lại Đức Thầy cho biết ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp lóng nguồn chân Phật tiếp dẫn cho. Trật tu tập thiện sự niệm Phật có hiệu quả. Còn đằng này trong thập ác dễ đầy thì làm sao niệm Phật được sự kết quả? Nó giống như nấu cát muốn thành cơm không thể được. Thật ra trong câu này Đức Thầy nói nếu nha cố chí làm lành, 10 điều này chúng ta chuyển lại từ ác chuyển lại lành thì đó là nền tảng để nó nâng đỡ một cái địa vị và cái công hạnh niệm Phật lên. Còn nếu không thì đây là một sự giọng nền, làm nền nó yếu quá. Xây lên bao nhiêu cao chừng nào nó sụp đổ nhiều chừng đấy, nguy hiểm lắm. Thành ra vì vậy nếu nha cố chí làm lành, bây giờ đã có cố chí làm lành quyết định rồi đó thì chuyên niệm Phật. Bây giờ bắt đầu trở lại cũng như giờ nói với ông giọng cừ, ông làm nền chắc chưa? Rồi nếu chắc đó đâu đó này nọ rồi bắt đầu thôi giờ lên nha, lên tầng từng một, từng hai, từng ba đó tùy theo cái nền tảng. Thì giờ có nền tảng làm rồi bắt đầu niệm Phật. Và nếu nha cố chí, nếu chuyên niệm Phật thì chuyên niệm Phật, chứ chuyên là thuần, chữ niệm là niềm nhớ, chữ Phật là đức giác ngộ, đó là A Di Đà Phật. Bị niệm đây là bốn chữ đó, giờ này là bốn chữ là A Di Đà Phật bốn chữ. Nhưng mà chữ Nam Mô là chữ từ ghép, chữ Nam Mô là tiếng Phạn đọc trại và Nam Anh đó. Rồi người Tàu ta mới dịch ra là khi niệm chữ Nam Mô thì nó gồm có là cung kính, rồi cứu ngã, độ ngã, rồi quy lễ bái cầu Phật, nhưng có sáu nghĩa trong đó. Khi có chữ Nam Mô vậy đó, thật ra vậy thì đến một cái đứng này là A Di Đà Phật, là vị giáo chủ hoàn chỉnh rồi, thành ra phải có chữ Nam Mô mà ông này nó thành Phật rồi. Chuyên niệm Phật là Nam Mô Đà Phật, chỉ chuyên là niệm liên tục. Còn mình ở đây thì đôi khi niệm Phật đó không phải là chuyên, nó là kim. Chữ kim là gì? Là tức là cái giờ cúng mình buông ra đâu phút mình niệm Phật, còn buông ra rồi là bắt đầu niệm chuyện khác. Nó giống như trên miếng đất của mình không phải là xạ lúa không, mà nó còn xạ tùm lum trên đó, có khúm nào đó là lúa thôi. Còn người chuyên là trên miếng ruộng của mình là chỗ nào cũng thấy lúa. Thật ra người chuyên niệm Phật là cái người đó mới là cái người đi vào trong cái dòng đạo của tịnh độ chắc Phật. Mà Đức Thầy dạy là Nam Mô Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc. Hay là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, bớt nói câu chuyện nhiều tiếng niệm Phật. Có chỗ những niệm Phật đường rồi bà con lại đó niệm, niệm liên gia, niệm một buổi một ngày nào đó, thấy ngồi niệm Phật nhưng mà có nhiều người chưa tĩnh tâm. Ngồi mà dòm qua dòm lại không trụ tâm câu niệm Phật, rồi đợi ta báo tin đánh kiển hay là âm thanh nào đó, thôi về xả ra rồi quay ngang nói chuyện vậy trời. Thì trong lúc ngồi đó không có niệm Phật, tính toán này nọ đâu đó, khi mà xả ra rồi khoe cháu ngoại cháu nội gì đó, hay quan trách con cái ra mét bà bên cho nó hả giận thứ. Thì trong lúc ngồi niệm Phật là xin nói lúc đó là hình thức là niệm Phật chứ còn tâm ý không có niệm.
trí vẫn dơ tưởng đó nhớ đây. Cái người niệm Phật rồi người ta niệm giống máy dầu, cái máy dầu nó đang quay, nó khi tắt rồi hơi nóng vẫn còn, bánh trớn còn quay. Còn niệm Phật thì buông ra rồi con mắt dòm láo liên, rồi miệng nói ôm sườn tay chân quơ múa, xả ra rồi người ta vẫn còn thấy. Cái câu niệm Phật còn lưng chuyển trong tâm hồn của họ, lúc này họ trụ cái trong cái tâm trụ vào trong câu niệm Phật. Có một cái thiền đường, rồi có anh này anh bán tàu hũ. Thật ra trong cái thiền đường đó mua tàu hũ sạch anh hoài bán sớm đó, bữa đó anh bán sớm, bữa đó bán sớm rồi anh hỏi trong đó làm gì, ta nói trong đó ta ngồi thiền niệm Phật. Ông nói cho tôi vô trong đó tôi thử được không, cái ông gác da mà ông nói được, mà vô đó tìm chỗ nào thanh lặng rồi ngồi niệm Phật, chứ đừng vô đó làm xáo trộn này nọ, vì ta đang lặng tâm. Nếu là cái người tu hành mà động tâm còn hơn thấy cái nước biển cho nó sống lên vậy. Ông vô ngồi 30 phút sau cái xả ra đi hơi hải ra ngoài, cái ông mà gác cổng ông hỏi sao mà ông ngồi trong đó chi, đi mà đi ra chi vậy. Ông nói thôi niệm Phật hay hết, biết định tâm rồi nó nhớ nhiều chuyện, mà đặc biệt là thằng hai trên sớm trên nó mua tôi 3.000 tiền tàu hũ mà nó thiếu tôi quên, giờ đang nhớ bây giờ đi kiếm nó để đòi. Thằng nó lặn xuống nó sáng vậy đó. Thay vì ta niệm Phật ta niệm thùng luôn đi, mà nó nhớ những nợ nàng quyền lợi trong niệm. Đó là chưa phải là niệm thuần, đó là chuyên niệm Phật phải không? Nhưng má niệm Phật nó cầu sanh Phật quá. Ở đây nói hơi dưới kia có câu nào tôi nhảy tôi quên là mới nhắc giùm nhé. Mấy ông làm chủ tọa giám sát được. Chuyên niệm Phật, niệm Phật rồi bắt cầu sanh Phật. Niệm Phật nó giống như tạo ra tiền á, rồi giờ tiền này mua cái gì? Người niệm Phật có phước quá, thành ra cái phước đó phải cầu sanh Phật quá. Chứ cầu là mong mỏi chỉ sanh là sống Phật quốc, là trên cảnh giới cực lạc. Niệm Phật để dồn cái công đức niệm Phật để chuyển hóa sau này chết về cảnh giới cực lạc. Vậy mới thấy được, chứ không phải niệm Phật để cầu cho mua mai bán đất, cầu cho bệnh tật tiêu trừ này nọ, những cái lặt vặt thế gian cái chuyện đó. Thì nhà Phật mới nói người nào mà lấy công đức niệm Phật mà đổi lấy cái chuyện mà lợi lạc thế gian giống như đứa con nít, mà nó lại lấy cái viên gọi là viên kim cương, viên ngọc mà đổi lấy viên kẹo ngọt ngọt để ăn thì nó uổng lắm. Chữ gọi là chuyên niệm Phật cầu sanh của tất cả vũ trụ khắp cùng vạn vật. Bây giờ về trong cái phần cái luận giải, cả vũ trụ là nói về vũ trụ quan, vạn vật là nói về nhân sinh quan, cả vũ trụ chứ cả là rộng lớn. Vũ trụ là gì? Thường thường mình nghe người ta nói tới nói lui mình cũng nói mà không biết vũ trụ sao đây. Chữ vũ là gì? Chữ vũ là không gian, chữ trụ là thời gian. Không gian Phật giáo cho biết đó là có đông tây nam bắc, đông bắc tây bắc, phương thượng phương hạ, là mười phương đó, là gọi là đó là vũ, là tâm tịnh độ này nó phủ trùm mười phương. Mà thường thường mình đọc cái bài quy đó, thập phương Phật, thập pháp, thập phương tăng đó, là mười phương là gom hết. Còn vũ trụ là thời gian, là quá khứ hiện tại vị lai. Đức Thầy muốn nói là quá khứ cũng đang tu tịnh độ, mà hiện tại cũng tu tịnh độ, vị lai sau này ta cũng tu tịnh độ, là trên mười phương đó là đều tu tịnh độ, cũng được sự kết quả tốt. Bị cái chương trình niệm Phật nó phủ sống cùng hết, nó không phải chia đâu, nó không phải dành cho một thế giới riêng nào đó. Thật ra vậy cả vũ trụ khắp cùng vạn vật. Rồi Thầy mới nói tên cho mình dễ hiểu, dầu tiên chỉ dầu là dẫu, bất kể dầu tiên, rồi phàm, ma, quỷ, súc sanh. Bây giờ mấy ông tiên, bây giờ xin nói thôi, giờ mấy ông thường thường có cái pháp luyện đó, luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần, luyện thần thành tư vô. Tại cái đó lâu dữ lắm. Thật ra vậy Đức Thầy khuyên mấy ông tiên thôi lo niệm Phật đi, nhưng bằng sơn muốn thì chữ tiên. Vậy mấy ông tiên bây giờ phải qua tu tịnh độ. Chữ phàm là con người mình nhiều nghiệp chướng sinh lên đây, khổ đau này nọ đâu đó, làm cho con người mình tâm não bích bê tha tập rễ, vậy mình là phàm. Cũng phải niệm Phật trong cảnh khổ, mình phải ý thức đến niệm Phật. Rồi ma, ma sao thấy được? Và con nhớ hồi xưa tôi đó nhỏ nhỏ, thường hay đi chiều đi
lại giữ mấy chỗ thầy pháp ta khiển đồng xa tướng rồi đó. Thật ra ma nó lên này nó ứng hiện đủ thứ được rồi. Mà bây giờ bà con có thấy mấy ông thầy pháp mà có khiển đồng khiển tướng không? Bây giờ ma cũng tu nữa. Bây giờ ban đêm mình đi cũng nói sợ ma không có. Thật ra vậy thì Đức Thầy nói pháp môn tịnh độ này ma cũng phải tu cũng vẫn tu. Quỷ là cái gì nó linh diệu hơn, nó có một cái tác động mạnh mẽ phá rối cái người ta nhiều hơn. Bây giờ cũng tu đó, ma quỷ cũng tu hết rồi. Bà con ngồi mấy ghế trống trống mà chuyện ngồi kế bên đó. Nó siêu hình để tu cho kiểu cái thời gian mà. Dầu tiên phàm ma quỷ là súc sanh. Súc sanh là gì? Súc sanh là những cái loài động vật mà mình nuôi gia đình mình gọi là gia cầm. Cái nhà mình thùng quá nó như heo này đó, gà vịt được. Nó là một sự sống rừng núi. Mà những cái loài này đều được các Bồ Tát thị hiện dạy nó tu. Mà Đức Thầy nó ở non xanh dạy dỗ cáo cày, hay là các thú vật tu hành náo nức người sao chấm dứt hồng trần, nó tu, nó tu niệm Phật. Hồi xưa đời nhà Tống ở bên Trung Quốc có cái ông này là Huệ Quang Hòa Thượng, ông nuôi con nhộng lụng lưỡi cho biết nói tiếng ngựa, ông dạy nó niệm Phật. Cái thời cúng ông rồi ông dạy nó niệm Phật. Một thời gian sau cái qua cơn niệm Phật nó chết, ông thương quá ông đem ở xa chùa ông chôn. Chôn xong rồi ba ngày ra thăm cái mộ của nó coi sao, bị ông mến nó là nó biết niệm Phật. Ra coi thấy cái hoa sen nổi lên, nó mọc thẳng lên. Họ mới bưới lên thì hoa sen đó, cái gốc đó từ trong cái miệng của cái con nhồng này đó nó mọc ra. Thì đó là thoại chức, thoại ứng tịnh độ, là đắc được về cảnh giới Phật. Mời các vị cao tăng đến đó để viếng thăm coi này nọ, để thẩm định xem coi này. Thì có ông Linh Chiếu Thực Sư, ông coi rồi ông nói con này được giảng sanh được tịnh độ. Ông có bài thơ còn lưu lệnh bây giờ đó là hưởng nhất sinh cầm biệt biệt nhi gia tùng tăng khẩu niệm a di tử mai bình địa liên qua pháp ngã bói hà nhân khả bất tri. Là dịch ra tiếng Việt Nam của mình là anh võ hát giang bác bác ca theo tăng hòa thượng niệm di đà chết chôn đất phẳng liên qua nở thử hỏi cùng ai chẳng thiết tha. Rồi con vật mà nó còn niệm Phật, nó niệm Phật trong cái vô ý thức, niệm Phật theo thói quen mà nó được giảng sanh, chết được giảng sanh. Thật ra đây Đức Thầy nó dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh là những cái loài động vật hạ đẳng ở trong gia đình mình nuôi hoặc giả trên rừng này nọ. Giờ nó nhỏ nhỏ nghe, hồi xưa có ai dám đi núi cấm không? Hồi xưa để cái chữ cấm đó là cái thời vua Gia Long này nọ, không ai bén mảng lên núi. Rùm beo tay tượng này nọ rất rắn đủ thứ. Nhưng mà sau này từ từ rồi hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương ra đời, Phật giáo Quảo ra đời, phái đoàn những người tu mới lên núi tìm những cái màu nhiệm thất sơn. Thật ra dạo cảnh ở ngoài vậy cũng chưa chịu lên đỉnh cao của dầu hòa hông, cũng chưa vừa bụng đó. Thật ra kiếm mấy cái hang thôn, hang bát giặc hay là hang 13 tập trung trong đó để kiếm cọp, kiếm hộp beo này nọ, mà ta đã kiếm mấy ông trốn trần ai luôn đó. Chắc còn khi xưa đi rảo rảo ngoài đó, gọi là ở dưới này giặt dưỡng nhân lên đó, thượng Long Sơn thì nhân dưỡng giặt, beo hộp nó cắn cho nó ăn thịt đó. Cái loài nó răng nhọn, nó hung dữ, mà nó tại sao giờ nó mất tiêu luôn. Truyền thuyết hồi xưa nói bên núi Bà Độ Ôm đó, là mấy cái người qua miên ăn trộm bò đó, rồi đem về mới cột cái chân núi Bà Độ Ôm. Cột đó đi qua đêm để dẫn đi, để phi tan này nọ, sáng ra lại đó còn xương không thịt mất hết. Không biết cái giống gì nó ăn vậy đó. Rít rắm này đâu đó bà con thấy. Hổ lang ác thú muôn bày lớp ba lớp dạy sau này ra đo. Thật ra vậy muốn nói là loài sinh vật nó thấp hơn mình, bây giờ nó được các vị quá thân Bồ Tát quá thân dạy nó tu. Mà Đức Thầy nó thú vật còn tu hành náo nức còn người đó, sao cho nhớ hồng trần mình còn dướng quá. Đấy, vậy là dầu tiên hoàng ma quỷ súc sanh, cứ những tâm tính nguyện của hoàng chữ cứ. Đức Thầy nói chữ cứ là y vào đó, đừng có sai. Chữ nhất là một, chữ tâm là cái tấm lòng. Chữ tính là phải tin, tin Đức Phật, tin chư sư tổ, tin Đức Thầy của mình, và tin những người ta tu trước ta đạt được sự kết quả tốt của tâm tịnh độ. Rồi chữ nguyện là lòng ước muốn.
Chữ hạm là thực hiện, là bắt đầu ăn chay niệm Phật làm lành, đấy là phương pháp tồn sanh mới người. Niệm Phật đâu có khó, như hồi chiều giờ lại đây xin nói bà con mình có niệm Phật không? Trong một hoàn cảnh rộn ràng, đôi khi mình không niệm ra tiếng, nhưng cái lòng của mình nó khởi lên trong đó, mặc niệm trong đó, tạo thành thói quen. Tôi nói người mình niệm Phật đến sự kết quả, đi mà dấp chân lỡ té thì câu Nam Mô Đà Phật nó hiện ra trong cái miệng liền. Còn dấp chân mà kêu trời hay rủa bậy gì nọ thì trong đó cũng đầy dẫy ba cái đó, tôi nó nhảy ra. Thành ra vì vậy cái người niệm Phật thuần rồi, dầu cho cái tác động nào vô ý thức không điều khiển mà tự nhiên câu niệm Phật nó ứng ra, thì đó là người niệm Phật đến mức độ gọi là cũng automatic, nó thuần, nó quen. Vậy cứ những tâm tính nguyện phụng hành, tức là mình thực hiện lâu ngày quá trở thành thói quen. Thói quen đó thì coi như là muôn thu nó là của mình, chứ mình không làm thói quen đó mình trả lại cho Phật. Nam Mô Đà Phật. Mà niệm theo cái ý thức, niệm theo cái chuyện mà nó lợi lạc hay là phước báo nào đó mình gửi lên đó, cũng như niệm mà để có kể công thì cái chuyện hỏi của mình. Tôi nói như chạy xe đi, bữa nay xe đậu ngoài kia nhiều quá, thì do đâu, do bà con mình mua xe rồi về tập chạy mấy tháng mấy năm rồi, rồi bữa nay có hậu sự tự nhiên đem xe ra rồi mở công tắc khởi động rồi vô số rồ ga rồi chạy lên đây im ru cũng có nhỉ. Còn nếu người nào mà mua xe, mua rồi mà không có tập, rồi đến hôm nay mà lấy xe ra chạy chiều giờ chưa tới đây đâu, té dọc đường bị lên, còn phải mở công tắc lưu ý, phải vô số đạp thắng này nọ đâu đó giờ có đủ thứ, là nó chưa có thuần. Thành người tu tịnh độ cũng vậy, mình tu nó thôi đợi tôi gần chết mời ban hội niệm lại, người ta niệm mình cũng được giảng sanh. Chà, chuyện nó khó, nó giảng gân giảng sanh cái gì, bị mình không, mình không làm chủ được mình, khác nào như đám lục mình trôi sông, bị hàng ngày không có tập. Thật ra vậy thì cái người tập đến chỗ thuần là tự nhiên nhiên qua không thiên tứ, ngồi thấy lòng thinh vậy, chứ trong tâm ta có vận hành niệm Phật. Thí dụ bà con lại đây hỏi chứ có niệm Phật không, sao thấy con mắt giờ lỗ tai lắng nghe. Nhưng cái người có niệm Phật rồi là cái nguồn ở trong nguồn tâm ta niệm đó, cái chuyển lực đó nó đi ra ngoài, mà nó bị âm thanh ở ngoài, hoàn cảnh ở ngoài nó làm cho cái đó ra không được, dầu ra được cũng không tiếp nhận để nghe, nhưng nó có hoạt động. Còn người niệm Phật không thuần là cố ém vô, nhiều khi ém không được la là người khác có được hoặc la lớn rồi nó ém vô, đó là nguồn chuyển lực từ ngoài đem vô trong. Thật ra vậy, tôi thí dụ mà con có cái đồng hồ đi, nó chạy tích tắc tích tắc, mà đồng hồ mình mua cũng đúng hiệu cũng tốt đúng không, mà đem lại cái nhà máy xây lúa thì bà con có nghe cái tiếng âm thanh của cái đồng hồ đó, nó dao động không? Không có. Mình nói đồng hồ sao đem lại đây nó hư dữ, nó có chạy mình không nghe. Rồi khi nào đem về nhà để ra đầu nằm rồi tối ngủ, càng về khuya tiếng tích tắc nó càng gian dội, mình khen ủa sao giờ này mà chạy, còn hồi trời sớm sao mà đằng kia mà không chạy. Xin nói là âm thanh nó vẫn hoạt động, nó chạy. Hồi ở đằng cái nhà máy xe lúa đem về đây nó cũng vẫn chạy, mà tại vì cái thính trần ở ngoài nó lớn quá, nó làm che lấp. Thì hôm nay cái người tu mà thuần rồi, xin nói chỗ đông người, cái chỗ mình đi làm mọi sự việc này nọ, nó niệm Phật nhưng mà đưa ra nó bị loạn, chứ vẫn có niệm Phật ở trong. Bằng chứng là dắt chân sao tự nhiên Nam Mô Đà Phật nó hiện ra liền. Thật ra vậy, vậy đó gọi là chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Thật ra vậy thì đó, dầu tiêu phàm hay quỷ xuất sanh, cứ như tâm tính nguyện hoành được cứu cánh. Và đến cầu được cứu cánh rồi, nội dưới có nghe không, sẽ làm thinh ra được cứu cánh về đang dưỡng, chứ được là đặng đó, đặng là được, tức là thành công. Chứ cứu cánh, chứ cứu là giúp, chứ cánh là không thoát rồi. Giờ đang dưỡng là về cảnh giới Phật. Cái bậc thượng là một lòng không rối loạn, bậc hạ mà 10 điểm thành công, bậc thượng thì người ta sẽ nhập qua sen cao, còn bậc hạ thì ta nhập qua sen thấp, ở từng thấp hơn, có nhiều gia cấp trên đó gọi là chính Phật. Tôi nhớ tôi đi trong chùa, tôi thấy có người ta vẽ rồi đó, tôi dòm coi thấy có ông này, coi lại cái biểu đồ đó, ông này có bà vợ, bà
đã tu tịnh độ với niệm Phật ăn chay, ông chồng không đồng ý. Thật ra mỗi lần bà niệm Phật thì ông lỡ nhái chơi. Bà niệm Phật thì ông nhái Nam Mô Đà Phật thì ông nhái. Thật ra sau này kết quả bà vợ sao bà chết trong cây thấm bà diệt Phật. Còn cái ông này nhái niệm Phật bị đọa xuống địa ngục. Xuống dưới thì cái tội nhái niệm Phật là tội này nặng lắm. Thật ra phải bỏ trong cái cối sắt, cối đồng, rồi chài sắt. Ba chú quỷ sứ mới đạp đuôi chài, đầu chài nhõng lên cao, mới rơi xuống trong ngứa xương. Ngứa xương, ngứa thịt rồi bắt đầu quờn lại. Thử hỏi mình đứt tay, mình dập tay đôi chút nó đau, hải hùng mà đằng này phải làm gì để khử trừ cái tội nhái niệm Phật. Ở dưới có tục lệ lạ là khi cái đuôi chài đạp xuống rồi đầu chài đưa lên sắp sửa rơi xuống rồi có đánh ba tiếng chuông. Bon, bon, bon. Cái tự nhiên ông niệm Nam Mô Đà Phật à. Bị đó ông nhái vợ ông quen rồi. Ông niệm xong rồi tự nhiên qua sen nó đỡ đầu chài lên nó hút đường đi. Hút đi chắc đi cải tạo quá chứ đâu thầm giống gì. Nhưng mà cứu được. Cũng được cứu không nhà đang dưỡng về để anh nhốt qua sen. Để ngoài biên địa sau đó là mấy ngàn năm trăm năm nào đó mới rước ông vô. Nhưng mà nó né được cảnh đi địa ngục. Gọi là niệm Phật trong cái gọi là ác tâm. Còn ở cái con chim anh võ đó, nó hát nó niệm trong cái vô tâm. Còn mình bây giờ niệm trong cái hữu tâm mà không được hay sao? Hữu tâm là khởi lên một cái niệm lực rất mạnh. Cái hôm trước tôi đi đám kia, cái ông kia hỏi tôi, cái tôi trả lời về tôi thấy làm như nó không vừa theo cái trình độ. Chú đó mới hỏi tôi, nè anh Sáu, giờ niệm Phật mình trụ tâm chỗ nào mình niệm? Tôi nói cái pháp thiền cao quá, tôi nói vô trụ, trụ trong cái vô trụ để sanh tâm niệm Phật. Nói vô trụ là gì? Tôi nói trong kinh Kim Cang nói là ông vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Trụ vào trong chỗ là không trụ, phải lìa nghĩa là sắc thân vị xúc pháp. Rồi khởi lên một cái trụ trong chỗ đó. Nhưng Đáng Lý nói đó là tôi về tôi nói vậy, nói hay sai, nói cao quá là mình biểu diễn. Chứ Đáng Lý phải nói hôm nay thế này nè, bị cái trình độ ta thấp. Phải nói trụ vào trong đức tin để niệm Phật. Tin là tin ông Phật, rồi tin Đức Thầy, rồi tin sách giảng, tin mình. Hay quá, tại là tôi nói pháp cao quá, nó đạt cái trình độ này. Cái chuyện này không được. Thật ra vì vậy thì đây là được chú cấm về nơi an dưỡng, chứ về là đến an dưỡng là cái chỗ đó không thối thoát. Bị người về cảnh giới Cực Lạc đã đắc được hai cái quả. Một là quả vô lượng thọ. Vô lượng thọ là Đức Thầy nói đường sanh mạng hạt ca đồng thọ, là cái tuổi của người dân cảnh giới Cực Lạc. Mà có vị La Hán nào mà biết được cái số tuổi thì xin nói là Đức Phật bảo rằng ta chẳng ngồi ngồi vào ngôi vị chánh đẳng chánh giác. Vô lượng thọ, vô lượng ai biết được. Thật ra vậy thì cái người về cảnh giới Cực Lạc đầu tiên nhất là đường sanh mạng Phật đó là họ. Mình ở đây đôi khi cái tuổi, hồi chiều mấy ông kia cứ mãi hỏi tôi nhiêu tuổi, anh Sáu chú Sáu hoài, cái người lớn tuổi mà hỏi tuổi đôi khi nó cũng tuổi. Tôi nói thôi giờ tôi còn 31 năm nữa chẳng trăm tuổi đó, mấy ông bằng tôi không? Nói cả cho nó qua vậy thôi. Bị cái người lớn lên rồi, lớn tuổi rồi họ mót cái thời gian cho lắm, mót tuổi thọ lắm. Thành ra gặp ai cũng nói là với tính cách cũng như so sánh để mót tuổi. Hồi đó còn trẻ khỏe thì mình phí phạm đâu quá. Chơi bời này nọ, ăn uống rượu, sắp đủ thứ trên đời, nó tiêu hao rồi lớn lên rồi lớn chừng nào thế. Thành ra làm như sống mót rồi đó. Mà về cảnh giới Cực Lạc rồi cái tuổi nó vô biên vô lượng rồi, nó khỏe không? Rồi đắc cái quả thứ hai là A Bệ Bạc Trí. A Bệ Bạc Trí là gì? Là bất thối chuyển. Mình ở đây thì suy thuận cảnh thì mình nương theo, mình vui vẻ. Còn khi nghịch cảnh rồi đôi khi mình không đồng ý chuyện này chuyện kia, buồn nản đủ thứ, sợ nhiều kẻ giả buồn đủ chí gì đó. Còn về cảnh giới Cực Lạc, Đức Thầy đã khẳng định là đó là không có thối chuyển. Đường sanh mạng là cái tuổi lên cao rồi A Bệ Bạc Trí là không thối chuyển, thẳng tiến tới hoài. Được sự trợ duyên nghĩa là đâu đó phù hợp rất tốt. Mọi sự việc đều làm con người dũng mãnh đi lên hoài để tu tập đến chỗ. Kết quả gọi là tu đến chỗ đắc đạo hoàn toàn. Vậy thì đây được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp theo phương hồi hướng. Chỉ là ngón tay, theo chỉ nhỏ nó vậy, lấy ngón tay đưa chỗ nào đó gọi là chỉ, là hướng dẫn đó. Hay là chỉ là duy nhất. Một là sinh ra là chết đó là một, sanh ra rồi là chết đó là một kiếp.
chỉ một kiếp Tây Phương ở hướng, dầu cho trẻ cho lớn hay là dầu cho mang một cái thân hình ở bên nam bên nữ, và trẻ bé lớn gì nghĩa là đến sinh ra là chết mà lại có được tính quyền hạnh có niệm Phật, thì chỉ một kiếp Tây Phương ở hướng, một kiếp thôi hầu hướng là xây trở cảnh giới Phật, thoát mê đồ nhất trụ luân hồi, chứ thoát là ra khỏi. Chữ mê là đắm chìm, chữ đồ con đường, nhất là hết, lưng là bánh xe, hầu là trở lại là quay tròn trong sáu đường lục đạo. Nếu chưa có tu tịnh độ, chưa quyết định có tính quyền hạnh, chưa cầu giảng sanh thì chết, phước nhiều lên trời, lây quay qua bên cảnh giới thần đấu tranh, là đầu thai làm người phải mang nghiệp khổ, rồi hoặc giả đầu thai làm súc sanh bị nạn giao thớt, đầu thai làm ngạ quỷ bị đói khát, bị giam nhốt xuống địa ngục, bị hành phạt, nó chuyển lưng trong sáu đường này, luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Còn tu tịnh độ thì nó đi thẳng cảnh giới cực lạc, nó giống như đây cái dê này. Bây giờ dê này cũng như xin nói trong nhà học với thí dụ như cái cây tre này, rồi trong đó có con mọt, mà nó ở trong cái bọng cái tre, trong cái ruộng này, muốn ra khỏi cây tre nó phải đi sao? Thật ra có nhiều cái lối giải là bữa nó đục từng bắt, nó đục riết tới cái ngọn nó ra lâu quá, cái cuộc đời của nó mỏng manh mà cái mắt tre nó quá nhiều, vậy công phu lắm mới ra khỏi cây tre này. Bây giờ có cái người ta rằng hơn, ta hiểu biết hơn, ta dạy con mọt này làm ơn đục ngang cái họng thôi, giờ mày không biết mày ở đâu, mày ở cái mắt nào không biết, giờ mày dễ mày đục ngang cái họng đi. Thật ra vậy thì cái quãng đường đục của nó, cái thể tích nó ngắn quá, nó đụng cái rồi xin nói là vài ngày cái nó ló ra, nó bay ra ngoài không gian như thế này. Thật ra vậy bên nhà Phật có thí dụ mình tu thiền, mình tu nghĩa là đời này đời kia đủ thứ lăn lộn này nọ, chưa chứng được, chưa có phá trừ được vô minh hoặc trần sa hoặc, còn điểm nhỏ nào đó ta trở lại tu tiếp, làm đứa nít tu rồi lớn lên rồi đi tu nữa. Thật ra vậy nó khó như con mọt mà đục cái cây tre mà ra ngoài đục thẳng lên vậy. Còn nếu một chúng sinh nào mà được sự hướng dẫn của ông Phật tu tịnh độ ông dạy thì đục ngang thôi, tức là niệm Phật chỉ một kiếp thôi đục ngang cái cây tre ra, đục ngang cái quả nghiệp của mình, đục ngang thôi chứ không đi xuôi theo quả nghiệp lên đó. Thật ra vậy thì đó là nhất cuộc luân hồi luôn, đâu còn quay trở lại nữa. Hồi tôi nhớ có cái hồi xưa tiếp thu có đệ này tên đệ Dẫn, học lớp 11, 12 vậy đó, còn nhớ xíu rồi. Rồi tiếp thu rồi thì anh em mới phát huy chương trình niệm Phật, chú mới tới lui này nọ, rồi anh em mới dạy thôi về nhà cúng lại niệm Phật sáu chữ liên tục ở trong tâm. Thành ra chú này chú không có nói về nhà không nói chuyện lo niệm Phật không, cái đó sẽ đó quyết chí là về nhà niệm Phật. Tối ngủ cha mẹ của chú Dẫn này đó, sao thấy nó về nó ít ăn ít nói mà nó cúng lại làm thinh hoài, không biết nó làm gì, thôi tối đi vô coi nó làm gì. Tối vô thấy nó nằm, nó tréo tay trên tay phải, tréo cái đầu trên tay phải, nó xê ra ngoài. Cái hai chồng mới hỏi Dẫn, con ngủ chưa? Nó dạ chưa, con chưa ngủ. Hỏi con thức làm gì? Nó dạ con thức niệm Phật. Thấy lạ, thôi ngủ đi con ơi, cái lại quay qua bữa sau cái gì không mà khuya mới vô nữa. Sao thấy nó xây vô phía trong, mới hỏi Dẫn con ngủ chưa? Nó nhỏ nó dạ con chưa. Hỏi sao mà không ngủ đi thức như vậy? Nó dạ con thức niệm Phật. Thành ra hai chồng này mới thấy thằng này của cỡ này có gì đau thần kinh sao mà thức niệm Phật qua vậy. Sáng ra mới dạy cho nó, con ơi con đi đứng nằm ngồi này nọ, ta không thấy ai mà tu mà ban đêm thức sáng đêm niệm Phật như con đứng đó, con sửa lại mới được chứ tu kiểu này là nguy hiểm. Thế qua đến bữa sau thấy nó đi vòng vòng ở trong buồng, đi lòn lòn này nọ. Hai chồng mới hỏi theo dõi, hỏi sao rồi Dẫn con đi đâu đấy? Dạ con đi niệm Phật. Rồi hỏi sao mà mày đi niệm Phật mày không có ngồi? Thế qua bữa sau nó cũng làm thinh vơ, sao nó ngồi trong ngóc hoài? Hỏi sao con làm gì mà không có ngồi? Nó dạ con ngồi niệm Phật. Bị nghe mấy ông đạo dạy là đi đứng nằm ngồi đó, nó nghe lời. Thế cha mẹ thấy này không được, bổ đau thần kinh sao kỳ lạ quá, thấy nó ít nói chuyện mà nó hành xử theo kiểu cách gì lạ. Thật ra mới gửi lại mấy cái cốc của mấy ông đạo hồi xưa ta cất nhiều lắm,
lợi đó để anh em đạo dạy nó. Mà cơ cổ lợi đó nó không hỏi ra, cứ mãi nó ngồi trong ngóc niệm Phật hoài. Là mấy ông trưởng cốc này cũng hết hồn hết vía rồi, thức với nó hoài chứ chịu không nổi rồi. Không lẽ nó lợi nó ngồi trong Phật bên chủ cốc đi ngủ. Thành ra cuối cùng mới gửi nó trả lại cho gia đình. Nói chị ơi, chị dẫn nó về đi, nó ở tụi tôi chắc tụi tôi chết với nó quá. Niệm Phật có giờ giấc này nó đâu đó nó niệm gì đâu, nó lập thánh niệm hoài, không hỏi đạo mà cứ mãi niệm hoài vậy. Cái về xong rồi mới tổ chức để cầu nguyện cầu an, mà anh em đồ lợi cỡ đó cũng hơi khó, anh em ta mới xúm lại ở lối sớm này nọ lại để cầu an, cầu nó hai đêm cho tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, chắc nó đau thần kinh ma quỷ gì nhập gì đấy. Đến đêm thứ ba nó đi ra, nó không còn ngồi trong buồng nữa, nó nói ra hai đêm rồi bà con cầu nguyện cho con được tật bệnh tiêu trừ, thôi bữa đêm nay con ra đây hợp sức cho bà con cầu nguyện cho bà con tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi nữa. Thật ra thấy nó nói chuyện chậm chậm thấy cũng lạ, thôi cầu xong lần thứ ba xong rồi, cái rồi bà con ngồi lại uống nước trà, thì nó vô trong buồng. Rồi anh em ở tới khuya khuya chút để vô thăm coi dẫn làm gì, vô coi thấy ngồi trong ngóc, cái bà mẹ lại hỏi dẫn con làm gì làm thinh, mới rợ lỗ mũi coi tắt thở chết mất rồi xong. Tá quạ lên mà nửa khóc nửa mừng, nửa buồn nửa mừng nửa tủi. Thật ra thấy nó đeo đuổi pháp môn niệm Phật mà nó chuyên chú vậy, mới sáng ra tổ chức thôi kệ vậy thì đi chôn. Ra sáng ra mà anh em đồng đạo lớn để cầu nguyện, rồi đưa dẫn nó đi ra ngoài mộ để chôn cũng đơn giản, hồi xưa cũng nghèo. Ra đó thì mặt trời vừa mọc lên sáng quắc, quát nhiên sao mà trời lại u tối, trời sẫm tối rồi, trên trời, trên đầu chỗ đó là chim nó bay cho nên mít trời đó, nó che phủ xuống tối. Khi đó có nhiều người ta cảm nhận, ta thấy đó chắc lẽ có điều lạ. Để cái chú này niệm Phật theo cái thao lực là nhờ Phật lực gia hộ. Đến giờ phút sau lại được chư Bồ Tát và Phật nương hồn hộp về Phật mới có một thoại ứng vậy, để cho những người còn lại người ta mới chuyên tâm và thấy thích thú và ham mến nhiệt tình với tịnh độ. Thì cái chú nhỏ này đây là thiệt tình, không có cái chuyện gợi cảm danh lợi tình nào trong đó để niệm Phật. Trút cả cái thân của mình và cái tâm của mình đi vào trong pháp môn niệm Phật, được kết quả một cái rất tốt. Thật đó là chuyện xưa là mới đây thôi, cái chuyện đó tôi còn biết mà lân cận. Thật ra vậy chúng ta thấy dầu cho một kiếp chú này có mười mấy tuổi, tôi đâu phải đợi thiệt già mà mới tu được sự kết quả. Tôi còn nhớ cái ông này, để nói hơi mới nhớ tên ông, ở trên Phú An khi Đức Thầy ra đời còn ở trên tổ. Ông thường hay tới lui xuống đó để nghe Đức Thầy giảng đạo. Sự cảm nhận không biết xúc động sau đó ông xin quy y với Đức Thầy. Trong buổi chiều khi ta về hết còn lưu lại mấy người quy Đức Thầy thọ giới rồi đó, thì ông nguyện ông quy y tu theo giáo lý Đức Thầy. Thì ông mới xin Đức Thầy, lúc đầu ông kêu là ông Tư, nhưng sau thì ông xin Thầy, xin với Thầy Thầy. Ông nói nếu Thầy cho con tu thì xin có một điều. Đức Thầy hỏi xin điều gì? Ông nói trong đời của con là không có làm cái gì, nghề gì để sống, chỉ có để ăn trộm thôi. Ông nội con ăn trộm, ba con ăn trộm, truyền lại con ăn trộm mà không có xảy ra chuyện mắc bớ. Bây giờ nếu con thọ giới quy giáo lý Đức Thầy, con tu thì Thầy cho phép con lấy nghề ăn trộm để nuôi sống được. Ông này tên ông Tám Hưng. Đức Thầy nói ở được. Hồi xưa đó ông là ăn trộm mà không có tu, mà giờ ông ăn trộm thì ông phải tu. Thầy cho một mình ông ăn trộm thôi để tu. Thật khi đó ông mừng quá. Ông về thì ông lo niệm Phật, rồi chuyên cần ông chỉ biết pháp môn niệm Phật, bị ông dốt, ông về niệm Phật hoài. Mà ông này thì mạnh ăn dữ lắm. Thật ra tháng sau coi lại lưu gạo nó lưng còn có lít một, ăn lần nữa ngày nữa là coi như là xong. Thật ra ông tính chuyến này đi ăn trộm một chuyến cho nó trúng cái rồi nghỉ ở nhà tu luôn.
bị cả mấy tháng nay đi ăn trộm mà Đức Thầy dạy đó, là ăn trộm để mà tu là vô nhà ta lấy của rồi gom, gom lại một đống đó rồi bắt đầu lại cái bàn thờ, người ta có thờ rồi chắp tay niệm Nam Mô Đà Phật 3 tiếng, bị ăn trộm rồi phải tu, niệm 3 tiếng xong rồi bắt đầu mới gánh đồ lấy đồ ta đi về. Mà niệm 3 tiếng ở trong nhà ta thức dậy ông giọt chạy hoài, ta phải bỏ của lại hoài. Chuyến này chắc có lẽ là phải chắc chết rồi, chứ không có thể nào mà sống được, bị ăn trộm mà tu, mà đằng này lo tu bị được vậy. Bữa đó ông đi rảo quanh ở trong cái xã gần đó, ông thấy nhà ông xã đó có 3 gian, mà mỗi một gian là bàn thờ, đều có để một bộ lư, 3 bộ lư 3 gian. Ông nói nếu mà túm được cái rồi về ăn nửa năm không hết, ăn dính dính được cái này tu rồi, ăn gạo chay rồi. Vậy về ông đi địa xung quanh này nọ xem coi cửa nào để vô, mở cửa rồi gánh, sau đó về ông làm hai cần xé vì ông này mạnh. Ông nấu một lít gạo ăn xong rồi đêm đó bắt đầu ra tay, thì bữa đó có trời mưa, làm gia đình người ta cũng êm ấm, sau ta ngủ ông mới tìm thế sao ông đào tường phét dắt vô được. Ông gom hết 3 bộ lưng để trên giống gánh, chà chuyến này trúng mẹ rồi, cửa mở quá. Rồi chợt nhớ lữ thầy nói về ăn trộm phải tu, ông nói nãy giờ chưa tu lo mê ba bộ lưng này, thành ra ông mới lại đứng cái gian chánh, bắt đầu ông chấp tay ông niệm Phật. Mà nếu niệm Phật này trong nhà mà nghe ông cái nữa là bỏ chạy nữa đó. Ông niệm Phật mà trong nhà lặng yên hết. Ông nói vậy là cái Phật này về mình. Quát nhiều ông nhớ đến cái chuyện đời xưa mà người ta có kể nghe là nhân quả lấy của người ta, sau này làm trâu ngựa này nọ để đền trả đó. Cái chuyện tích xưa chuyện cũ sau đó này nọ ông nhớ hết rồi đến. Rồi ông nhớ đến Đức Thầy. Đáng lý là người ăn trộm sao mà đâu có cho vô đạo, mà Đức Thầy cho vô rồi dạy mình tu rồi phải ăn trộm cho mình dễ giải quá, rồi phải niệm Phật này nọ. Ông nhớ đến ông nói nếu một mai mà người ta bắt được mình rồi nói mình là tín đồ Phật giáo hòa hảo, học trò của ông Đức Quỳnh giáo chủ nữa, thì đó là danh thầy danh đạo làm sao còn được. Thôi chẳng thà chết để giữ tròn cái đạo đức, giữ tròn cái pháp môn tịnh độ nữa, bỏ luôn đi vậy, bỏ đi vô chuyến này là chết luôn. Ông xã sáng ra sao mở thay cửa sao mở toan hết, 3 bộ lưng nó nằm ở trong giống gánh, thì ông thằng ăn trộm nào không gánh đi về mà sao bỏ đấy. Ông thấy vậy lạ thì ông cũng là tín đồ của Đức Thầy. Thật ra kêu vợ nấu cơm xong này nọ mới lội tự trên đi xuống, ở đâu đó trên Phú An lội xuống tổ địch. Xuống đó sớm lắm thì cái ông ăn trộm này ông cũng xuống ra để thú tội Đức Thầy, là quyết định không đi ăn trộm nữa. Thành ra xuống đó thì bắt đầu ông kể hết cái chuyện mà bây giờ con nguyện tu, nghĩa là chết nhịn đói để mà tu chứ con không còn ăn trộm nữa. Nói năng này nọ đâu đó đủ điều, thì khi đó ông xã ông ngồi nghe thôi, không biết sự việc sao bây giờ thằng này nói rõ ràng rồi. Tâm Hưng nói là đêm hôm đó ăn trộm. Đáng lý ông sừng sổ lên, ông rầy la nó này nọ đâu đó, thì ông mới thưa với thầy. Ông nói thầy ơi, của con ăn mấy đời không hết, mà Tâm Hưng thì bây giờ nó lại đói khát, nó đi ăn trộm mà nó tu. Thì thôi vậy từ rài sẽ lên thầy cho con xin nó về, rồi con nuôi nó cho nó ăn suốt đời luôn, khỏi đi ăn trộm. Tâm Hưng nghe nói cảm động lắm, thì cái cuộc bàn giao đó Đức Thầy dõng dạc, Đức Thầy nói vậy mới là tình đồng đạo, kẻ dư ăn người thiếu của, con giúp đỡ đó là đúc. Thật ra vậy kết cuộc sau này nghe, sau này ta nói là Tâm Hưng với ông xã này cũng đều đắc được cái pháp môn tịnh độ, được kết quả tốt do tấm lòng tốt, phối hợp lại nhiều việc. Thật ra vì vậy xin nói là cái ông ăn trộm này đó, cuộc đời ăn trộm là phế bỏ rồi, đâu còn ai xài, xã hội người ta thảy bên lề rồi mà còn không được Đức Thầy trưng dụng và dạy. Rồi biết sau này nó ăn năn, trong cái ăn năn đó được sự cứu giúp giúp đỡ của ông xã nhà giàu này, nó được sự kết quả tốt. Thật ra vậy xin nói đây muốn nói là pháp môn niệm Phật rất diệu dụng, dù già trẻ bé lớn nào cũng vậy, cứ mãi khi biết được niệm Phật là phải niệm trong tất cả mọi tình huống. Hồi lúc trước tôi ra chùa Hoằng Pháp tôi giảng, chùa Hoằng Pháp là đôi ngàn người dự, tôi là một vị gọi là ở ngoài là đó là đó, gọi là pháp sư cao tăng, người ta giảng hai ngày tôi ngày sau.
ở ngoài mở ra cái khóa gọi là Phật thất. Phật thất tức là 7 ngày niệm Phật, hai cái tầng lầu, tầng dưới, tầng trên, Phật tử tứ phương về đó. Tôi giảng cái đề tài Phật thất chưa từng có của Phật giáo Hòa Hảo. Phật thất nhưng mà chưa từng có là Phật thất đó nó nằm vào trong cái bổn tâm của mỗi cái người hành giả. Đi mua bán cũng có Phật thất trong tâm, đi ra ruộng cũng có Phật thất, đi làm lụng này nọ, dầu đi lên máy bay trên trời cũng có Phật thất, lặn xuống nước vẫn có Phật thất. Làm mọi sự việc gì đều có ẩn trú ở trong cái Phật thất trong tâm mình hết. Không phải phải đợi đến một cái pháp hội, đợi đến một cái nơi tứ chúng hay gì đó cho rất đông đảo rồi mình mới khởi lên niệm Phật, cho đó là cái chỗ đó là cái chỗ để đạt được sự kết quả. Thành ra tôi khai mở cho cái Phật thất chưa từng có. Chưa từng có là nó vẫn ở trong tất cả mọi tình huống. Người nào vẫn có Phật thất trong tâm mình, đi đứng nằm ngồi chỗ nào có Phật thất, mình đều có sự hành đạo trong Phật thất của riêng mình. Rồi cho cuộc đời ngắn ngủi này, một mai mãn kiếp hồng trần, thì mình sanh lạc quốc hưởng công đức Phật rất yên lành, rất tốt. Cái đó mỗi người đều phải bình thản, bỏ bớt mọi sự dao động về tâm thức. Chuyện vui buồn lẫn lộn hơn thua qua lại với nhau, chúng ta an trú trở lại cái tâm Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nó có tính nguyện hạnh tác động vô thì ra chắc thật, cho đến ngày cùng cuối cuộc đời chúng ta sẽ được về Phật. Cũng như ngài Tông Bổn 15 tuổi, anh của ông đó là 18 tuổi chết. Ông thấy cuộc đời ngắn ngủi, chán bỏ này nọ đâu đó, giờ phải tìm phương cách nào để giải thoát, mới đến ngày Thiền Hòa Đạo Sư mới hỏi: anh của con 18 tuổi chết, con 15 tuổi, thật ra vậy thì con thấy vô thường, nó đến với con người cái giờ phút nào, thôi giờ nhờ Hòa Thượng dạy con pháp nào tu giải thoát. Đáng lý ta nói thiền trên trời trên đất đâu đó, mà ông Thiền Hòa Đạo Sư cũng nói thôi dễ lắm, cứ mãi về nhà giới lực tinh nghiêm tra giới đâu đó này nọ đầy đủ rồi lo niệm Phật, rồi khởi lên tính nguyện hạnh được giáng sanh về Phật giải thoát. Ông kia nói: ủa sao dễ như vậy? Không nào, đâu có dễ được. Giờ ta nói người cái dễ đó là cái người quyết chí tu hành, còn khó là người không chịu. Bây giờ nếu người nào mà tra giới tinh nghiêm niệm Phật cầu giáng sanh mà không được sự kết quả, ta nguyện đó là đọa xuống địa ngục, bị cắt cái lưỡi nó dốc, ta nói dốc người, ông thề đó. Sao Tâm Bổn mới về lo tu này nọ, kết quả tốt về tông tịnh độ, và con coi ở trong sách nhà Phật có kể chuyện đó là vậy. Thì thôi giờ xin phép, bữa nay tôi có cái duyên về đây trong giờ này yên lặng quá, chắc lẽ ngồi nghe chứ không phải rút lui ha. Thì đây là cái pháp môn tịnh độ đương thời của Phật giáo Hòa Hảo. Thì thôi giờ đến đây tạm dừng nha ông Hai Phước. Thôi vậy như cũng đủ rồi, người có trí nó mí mí cũng biết rồi. Đêm thanh hiên nguyện vừa kề, đêm nay thanh lặng quá. Thôi tạm dừng về đi nghi vấn hả? Thôi giờ mình tạm ngưng nó đi ngang rồi, thôi đề tài vậy xong rồi không nói chấm dài nữa. Giờ đến trả lời vài cái câu hỏi rồi để mình chấm dứt. Đồng đạo Nguyễn Văn Thanh hỏi về cách cầu nguyện cho người chết. Hiện nay có một số người đọc chữ giái cho là đúng, còn niệm Nam Mô cho là thêm, nên sai nhờ ông diễn giải. Diễn giải thì niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì được sống coi thiên thánh, niệm làm sao mới được gọi là rành? Đồng đạo Nguyễn Đức hỏi: đại đạo do dân dân bất tri, khả năng bạch phát đại hạ thi, công dân quý chung quần mộng, kỳ cá miên nguy thối nhất kỳ. Sao hỏi có nhiều, không hỏi nhiều nữa. Tưởng nó hỏi có chút mà không hỏi dài. Bây giờ thế này nè, tôi bị cái chuyện tu á, hồi đó trong cái bài nguyện này nó đâu đó rồi anh em người này nguyện về nguyện khác lại đứng lại ngồi nọ, rồi sao ra ngoài miền Đông ra Sài Gòn gặp Đức Thầy coi rình coi Đức Thầy cúng sao cho nó đúng, rình ba đêm ba lần cái này hỏi sao mấy ông rình chi vậy, coi sao lén lén coi thì mấy ông này nói dạ con trong miền Tây người cúng vậy cúng khác, rồi ra ra đây coi Đức Thầy cúng về cúng trúng cho nó trúng.
Đức Thầy nói vậy mấy ông ra đây gặp tôi cúng, vậy mấy ông về cúng trúng thành Phật. Còn mấy người khác bộ trong miền Tây họ cúng trật và không thành Phật hả? Mình có nguyện là có trúng, còn quỳ đứng này nọ nó tùy theo cái tư thế, nó tùy theo hoàn cảnh. Thật ra đôi khi đây là cái cách cầu nguyện mà người ta tưởng đâu là câu kinh, sai một chữ là mang tội. Đức Thầy dạy cái cách là một cái diệu dụng trong tình huống. Đức Thầy dạy cho cá nhân, dạy mỗi cá nhân đó, đây là gọi là dạy kèm đó, mỗi cá nhân đều thấy bài này dạy cho mình, thành Đức Thầy mới nói nay mình là đó, là tự mình nói với mình, chứ mình nói câu đó ra quần chúng nghe sao được. Thật ra vậy, khi có quần chúng đông thì mình phải nói cái cách này, phải chuyển lợi. Mình cúng ở nhà của mình thì khi đó mình giái thì chữ này không lẽ mình đọc cho mình nghe, thì tự nhiên trong cái nguyện đó là giái rồi. Còn đối quần chúng nay, thí dụ nay mình, thì cái đó nó dạy cá nhân. Mà khi trong tập thể nay chúng con, mà nếu ông nào mà đọc nay mình đó thì chuyện ông cúng mình không đi, mà nói cái chữ mình, cái chữ đó để hiểu chứ không phải để đọc, chứ không phải nói chữ mình nay mình, nói quần chúng nói chữ mình, nói Đức Thầy dạy nó đọc chữ nào đúng đấy. Nó không phải là cái kinh văn mà đây Đức Thầy trong này là cách cầu nguyện, chứ cách là mình phải diệu dụng mình sao nghe cho nó dễ được, nghe dễ chút. Tại đó trong này mới hỏi có người nói là giái, chữ giái đó là cái chữ, đó là cái tỉnh từ, cái tỉnh từ để hướng dẫn. Thí dụ như đám giỗ, rồi ba mình nói giờ con ơi con ra cái bàn đất đai dân trạch con giái đi, ra ngoài nói con ơi con giái, nó chữ giái được, là biểu mình ra đó nói cái gì đó đó, màu với mấy ông đó đó. Chữ giái là sự hướng dẫn, nó tỉnh từ, nó yên lặng. Thật ra vậy thì đôi khi người ta mấy cái thuật ngữ Phật giáo thường thường tôi nói chữ Nam Mô. Chữ Nam Mô là đó, chữ Nam Man đó là tiếng Phạn, cầu khẩn cung kính cứu ngã độ ngã quy gì đó, thì đó người ta diễn dịch theo bên Trung Quốc. Cũng như và đạo Thiên Chúa thì bà con gặp người ta giái, người ta nói nhân danh và con và thánh và thần Amen đó, nói câu đó. Chữ Amen đó là tội nguyện, tức là thành công, được sự kết quả tốt. Thì chữ Nam Mô là một cái từ để chỉ cho một sự nhỏ nhỏ vậy đó. Thật ra vậy đôi khi người ta mới, khi đông người quá, thật ra người ta mới chuyển lại chữ Nam Mô cho nó, chứ không thể nói chữ giái được. Lúc đó ông nào làm sứ viên nói chữ giái thì hôm nay tôi không biết làm sao à. Chữ giái là một sự thầm hiểu để nói lên sự việc gì đó. Chữ giái cho là đúng, niệm Nam Mô cho là niệm sai. Thì giờ đây tôi là phân tắc, tôi không biết làm sao. Thì tôi hồi xưa, cái thời hồi đó tôi là giảng viên, hồi trào trước đó tôi giảng về môn nghi thức tôn giáo đó, thì tôi không thấy cái chữ giái, ổng làm xuống gì không nói chữ giái, nó tùy tiện vậy thôi. Còn bây giờ thì nó có một sự gọi là một sự bảo thủ, cái ông nói Nam Mô không đúng, ông nói giái là đúng. Thì đây nếu có lợi làm tuần thì ông nào mà làm xuống gì ông này thích chữ Nam Mô thì ông nói Nam Mô, ông nào thích giái nói giái, vì đây là cái cách thôi. Mà có nguyện, có thành tâm cầu nguyện thì cái đó là tốt rồi. Nhưng mà khi mình nói ra phải nói nghe cho nó được một chút, còn nói nghe không được thì người ta hiểu rằng mình chưa hiểu về điều đó. Chứ tôi không quyết định ai là đúng hay sai, còn cha nào mà cứ mãi nói tôi đúng hay sai là hai cha này sai hết. Không cha nào đúng. Rồi giờ có phong trào là lại xuống cho niệm Phật. Niệm Phật tội giờ làm thinh à. Niệm kính lễ kính thì được mà niệm Phật không được. Tôi mới nói thiệt, có người hỏi tôi mới trả lời, tôi nói là đó giờ tôi biết cái đạo niệm Phật chứ không biết cái đạo kính lễ. Biết câu niệm Phật, câu thuật ngữ, câu đó, câu thoại ngờ, cái thoại đầu cái gì tôi không phải niệm Phật hết. Mà ông đó, ông mà nắc, ông kính lễ kính thì được mà niệm niệm Phật không có niệm được. Nó trở thành giới luật bắt buộc. Thật ra vậy hồi xưa tôi thấy ông đó không có niệm Phật hay là không niệm thì nó tùy tiện, rồi người lại xuống người ta niệm hay không, vậy chuyện nó tự do thôi, nó đâu có ràng buộc trong cái chuyện có và không. Mà giờ phải bắt buộc nó niệm Phật là tội, còn kia nói không niệm Phật là tội. Có nhiều ông đó là trong xuống dương nó kỉnh lễ kỉnh thì bắt đầu ông đứng lên nói Nam Mô Đà Phật là vậy trời đứng đó. Mà Đức Thầy dạy cái chỗ yếu điểm đó, tôi nói đi cầu nguyện đó, hồi xưa Đức Phật là đặt cách cho các bậc thánh tăng.
Đức Phật có dạy một Kiều Liên phải đi tìm các bậc thánh tăng rồi đó để thỉnh cầu cho chú nguyện và thanh đề thoát khổ từ trong cái tục lệ tha lực đó mới chạy dài qua Trung Quốc về Việt Nam của mình. Thì hôm nay Đức Thầy đặt cách cho người tín đồ là do sự thành tâm khẩn giới của anh chị em trong đạo mà cầu nguyện cho vong linh người chết đi siêu sinh khỏi khổ. Đặt nguyện chỗ thành tâm chứ không phải đặt cái chỗ mà rầy rà hơn thua chữ này chữ nọ lợi đó mà cái người nào mà cứ mãi mắc kẹt vào chữ giá hay chữ Nam Mô rồi bắt đầu lại xáo trộn, lúc đó có được thành tâm không? Thì thôi cũng tùy tiện, ông đó ông giá kệ, ông làm sướng viên đâu có gì quan trọng. Sướng viên chỉ nói lên, chỉ sướng là nói lên thôi, chỉ ngôn lời nói lên vậy thôi chứ đâu phải là chủ tọa gì đâu, không phải quan trọng. Thật ra vậy thì nếu tôi thấy thì thôi giờ cho nó thuận chiều, nó yên lặng này nọ để cho sự cầu nguyện được sự kết quả, chứ không chia ra cái tư tưởng dày khác rồi đấu tranh. Thì cái bữa này cầu nguyện của mình toàn là cái bữa đó khơi lên một cái lòng nóng nảy không có kết quả. Điểm nghe gì đó? Ở đây xin hỏi ông trưởng ban coi sao mấy câu hỏi này giờ nói tới hay là ngưng, giờ dắt ra đây tôi không biết à. Nói thêm nữa hay là tới giờ này hết rồi? Hỏi bà con với đồng ý không? Đồng ý kéo thêm thời gian trả lời nghi vấn này không? Để tôi dậm hơi dưới kia mất tiêu hết, có mình tôi đứng nói là không được à. Thế đó tôi nhớ hồi xưa hồi trò trước đó, ông này ông giảm mà ông đọc không là ra ông dòm cái này hoài, tới chừng ông kính chào tôi về trên rồi. Có bà đó ngồi đây ông lại hỏi sao bà không về mà ngồi đây, rồi cái bà nói chưa kịp về, ông hỏi chứ bà nghe tôi giảng hay không. Bà nói thầy giảng hay lắm, hỏi chứ hay chỗ nào. Bà nói tôi ở nhà trước khi đi ngủ uống 3 viên thuốc ngủ mới chịu ngủ lại đây thầy giảng, ngủ khì khỏe biết. Bà ngủ rồi bà quên về, rồi bà kia bà ngồi đó bà khóc mới hỏi sao bà nghe tôi giảng mà cảm động sao bà khóc. Bà nói thầy ơi lúc đầu nó lộn xộn quá rồi quên nghe, nghe không được tới chuyện định tĩnh rồi bắt đầu buồn ngủ. Rồi ngủ tới giờ này giật mình thức dậy không biết đôi dép lào mắc dịch rồi móc lấy mất tiêu ngồi khóc chứ có biết đạo đức gì đó. Dạ. Thật ra nếu mà trả mấy lời mấy câu hỏi này dưới kia giờ mấy con mình tôi à. Còn không? Thôi vậy xin phép để mình trả lời cho gọn chúng nha. Giờ đây là đồng đạo nói niệm Di Đà, ráng niệm do rành, niệm được sống coi tiên thánh. Thì đây là trích ra trong quyển nhì phải không? Trong hệ thống sách giảng Đức Thầy có nhiều chỗ. Giờ như trong quyển 3 Đức Thầy đó là Nam Mô Sáu Chữ Di Đà từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tâm, đến nay chịu khó niệm sầm thử coi. Trì tâm thì quá đôi, về dùng thử mà coi lẽ nào rập tim đâu nó đem để nó vào thì làm mới khỏi máu đạo tuôn rơi. Trong quyển 3 cũng dạy niệm Phật rành. Còn trong quyển nhất Đức Thầy đó Bá Đi Gia ráng làm lành niệm Phật cho rành lấy thần tiên vậy đó. Thì này trong quyển nhị, mà đây bà con muốn hỏi chữ rành đúng không? Bây giờ niệm Di Đà, chữ niệm là niệm nhớ, Di Đà là Nam Mô Di Đà Phật. Chữ ráng là đem hết sức ra niệm cho rành, chứ cho rành, chỉ cho là đạt, chữ rành là sầm đó. Bây giờ nó có hai cái lối, một là về sự hay về lý, chứ sự là gì? Sự là y cứ theo cái kinh Tiểu Bổn, cái kinh A Di Đà đó, thì trong đó dạy là niệm Phật phải liên tục. Cái pháp thí dụ trong kinh nó cho biết niệm Phật giống như cái người kẻ đói đi xin cơm, người đắm thuyền kêu cứu, con mà lạc cha mẹ, và sự tha thiết đối với những tình huống này thì nó rất là quan trọng. Còn Đức Thầy mình dạy là Nam Mô Di Đà Phật, sáu chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên, không đợi gì thời khắc, hay là lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì nạn tai cũng thoát như không. Điều Phật vì sự là chúng ta phải thực hiện bằng những phương cách Nam Mô Di Đà Phật, bớt nói câu chuyện nhiều tiếng niệm Phật. Cái đó niệm Phật vì sự.
Bây giờ nói về lý, về chữ rành, rành lịch sử rồi về lý. Về lý thì Đức Thầy cũng dẫn giải theo cái kinh nhà Phật. Trong kinh Đại Tập á, có dạy về người tu tịnh độ về lý. Một là phải đền trả tứ ân. Nếu ai mà hành theo cái phẩm tứ ân sẽ được sinh diệt, sinh tử của mặt Long Qua Đại Hội. Thì khi đó Đức Thầy dạy là tu thân thiện tính ráng chuyên cần lục tự di đà giữ tứ ân. Người niệm Phật phải biết ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tâm bảo, ân đồng bào nhân loại. Rồi trong kinh Đại Tập cho biết người niệm Phật phải hành xử thập thiện. Thì bên nay Đức Thầy chúng ta dạy là cần tu thập thiện, sự niệm Phật có hiệu quả. Trong kinh Đại Tập dạy người tu tịnh độ là phải phát lòng Bồ Đề, Bồ Đề vô thượng đó. Thì Đức Thầy cũng dạy trong quyển năm này, chí toàn gieo giống Bồ Đề. Bồ Đề là sự giác ngộ rộng lớn. Trong kinh Đại Tập ấy bảo rằng người tu tịnh độ phải tôn trọng sư trưởng. Thì giờ Đức Thầy có dạy là sống sanh rau hoành rau mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Khi mình thọ giới quy trong cái đạo nào, nhất là trong Phật giáo bảo, thì quy rồi thì mình chấp hành theo cái đường lối quy đó để hành sự. Chứ không phải quy xong rồi mình vô chùa, ông thầy ông hỏi chứ sao Phật tử có quy chưa, mình lưỡng lự nói dạ chưa. À, thì ông thầy nói chưa quy thì làm sao về Phật, thôi để thầy thọ giới quy đọc pháp danh cho. Cái tự nhiên vô chùa xong rồi về có pháp danh, có cái lá quy đó. Thành ra vậy thì cái quy tức là cái đặt cái dấu mốc khởi đầu của tinh thần của mình, của tôn giáo nào đó. Thì khi quy rồi là không có đơn quy theo đạo khác. Còn nếu mình theo đạo khác thì kinh Đại Tập nó mình tu tịnh độ thì mình không có tôn trọng sư trưởng cho đạo của mình, vậy không thể được. Và mình không có được quyền dụ những tín đồ tôn giáo khác vào trong đạo mình, không được. Người ta có quy rồi, chỉ dạy họ pháp môn tu thì được, chứ còn kêu họ quy không được. Mà giờ có phong trào vô chùa ở cái gì có pháp danh. Thì đấy là mình lại hỏi tôi mới nói vậy đó. À, thật ra vậy thì cái người niệm Phật rằng, xin nói là họ niệm Phật liên tục, nếu nói tiểu thừa, nói ở kinh Đại Tập đó, nói theo về sự phải niệm Phật liên tục. Còn nói về lý là người này là phải phát tâm rộng lớn, thọ giới tứ phải đền trả tứ ân, rồi phải hành thập thiện, rồi phải phát lòng Bồ Đề rộng lớn, phải tôn trọng cái sư trưởng đạo của mình, rồi cầu sanh tịnh độ, nghĩa là cái pháp môn là tín nguyện hạnh. Chứ không phải cái chuyện nói niệm, ta hỏi niệm để làm gì, nó không biết nữa. Phật độ tôi sao độ, không biết cái chuyện đó. Nó giống như lên chiếc xe rồi ta hỏi bà đi về đâu, nó đi đâu cũng được, cho tôi đi thôi. Nói xe này chạy xuống Cà Mau nhảy xuống biển mà đi không, cũng phải nói đi đâu, phải có định hướng đàng hoàng. Niệm Phật nó cầu sanh về tịnh độ, chứ niệm Phật nó cầu sanh nơi khác thì chuyện nó không thể được. Thành ra đây là đó là gọi là cái người là thuần tu tịnh độ. Còn kim tu tịnh độ thì họ nhớ tưởng chuyện này chuyện kia, cầu theo kiểu cách riêng tư mình, đó là kim, là thêm nhiều chuyện. Thôi vậy chữ rành thì biết chứ. Rồi á, giờ đến cái bài Đại Đạo Giáo Dân Dân Bất Tri Thế Năng Bạch Pháp Đại Hà Thi Công Danh Quý Chung Quần Mộng Kỳ Cám Nhân Quy Độc Thố Nhất Kỳ. Cái bài này xin nói là phần sau của cái Nguyễn Thi Văn, là trong đó phụ lục người ta nói là không biết Đức Thầy viết tình huống nào, hoàn cảnh nào, chỉ biết là của Đức Thầy mới ghi như phần sau. Thành ra không có tựa, không có thời gian, không có hoàn cảnh. Thì nương theo cái ý của bài đó mà người ta đặt cái tên, cái đề mục để cho dễ hiểu vậy thôi, phải không? Không phần sau giờ Đại Đạo Giáo ở bài thống đó. Đại Đạo Giáo Dân Dân Bất Tri. Đại Đạo là gì? Chữ Đại là lớn. Chữ đạo là một tôn giáo, hay đạo là một con đường, là một tôn giáo lớn.
một con đường sáng lạ mà dân bất tri di dân là đó là chúng đông, chữ bất là chẳng như tri là hiểu. Thật ra vậy Đức Thầy ra đời mở ra mối đạo mà Ngài còn thố lộ cho biết: ta không quên ta là đệ tử trung thành của Đức Phật Thích Ca, hoặc giả ta thừa dương sắc lực Thế Tôn, khắp bài giá truyền theo đạo Pháp. Mà nếu nói đạo lớn thì tôi thí dụ bà con nghe. Đạo sao đạo lớn? Ta đôi khi ta nói đạo nào cũng dạy hiền lành, chứ nói lớn nhỏ là chi, nhưng mà nó có cái tác dụng đó khác. Bà con thấy đây là cái cha nước không? Đậy nắp cho kỹ lại đừng thoát thôi. Một năm sau trở lại thấy nước trong này vẫn còn nằm yên thế này, nó không thoát ra được chút nào hết, thì đó là đạo, đó là đạo khổng, đạo tấm. Luân thường đạo lý này nọ đâu đó, làm người thương nhau này nọ đôi chút cư xử rồi ngủ lưng ngủ hằng vậy đó. Thành ra vậy con người cứ mãi quay quẩn vào trong một cái con đường sinh diệt qua lại với nhau, đó là nói là đạo khổng. Giờ nếu bước qua tu đạo lão thì dở nắp ra, nhưng triết lý đạo lão thì nó hư vô quá. Đôi khi ta nói những mong lên núi mà tu, ngờ lên núi trồng xu làm giàu, nó lên nó để tu thiền mà tiện lo ra nhiều quá. Thà ra như dở cái nắp ra, một năm sau trở lại thấy dịch có một chút à, là muốn nói sự thoát quá của cái người tu tiên chút xíu vậy thôi. Rồi bây giờ tu theo đạo Phật đó, bà con lấy nước này đổ vô trong cái ấm, rồi bắt lên bếp ga, phật lửa lên ra ngoài nói chuyện chừng 5-10 phút vô thấy nước mất tiêu. Ủa nước ở đâu mất vậy? Là nó được cái nhiệt độ nó nung lên rồi nước nó sôi, cái nó bốc lên, nó bốc hơi rồi thành mây nó bay tứ phương hết. Thì đó là chỉ cho đạo Phật, con người mình như nước mà được cái nồng độ của Phật giáo mà nó nung đúc lên. Thì Đức Thầy cũng nói trong hoài hoài cổ, Đức Thầy nó tính xong món nợ lần thân, thoát dòng cương tỏ pháp thanh nhẹ nhàng, tiêu diêu đạo đức luận bàn, dân du vũ trụ thanh nhàn biết bao. Người ta tu giải thoát là do cái giáo lý nung nấu. Rồi xin nói bây giờ mình không có được giáo lý của Đức Thầy đó thì ngày tu cũng không được đứng đây. Bà con gặp tôi chắc cái lưng móc thích cái đầu cho bên, còn bà con cũng một gồng một quần hai ba cạp cái bên đủ thứ hết. Thà ra dân lợi tình nó đeo níu, nhưng mình nhờ được cái triết lý, triết lý giải thoát nó có nồng độ. Sao ở tại gia dám ăn chay niệm Phật, dám bỏ tiền ra để làm mọi công tác xã hội, rồi dám phát tâm cầu giảng sanh, thì cái chuyện đó là đại đạo mới hướng dẫn được, chứ cái đạo nhỏ nhỏ sao hướng dẫn được. Mà giáo dân chỉ giáo là dạy, dân là chỉ toàn cảm chúng sinh, mà dân bất tri, bất là chẳng tri là biết, không biết, không biết được cái này, chỉ tu theo tầm thường vậy thôi. Ông giáo sư ông dạy, thì ông dạy đến mức độ cao mà học trò cứ mãi A, B hoài. Tu phải tiến mới thấy được, phải khai mở này nọ, huệ tâm khai ngữ chuyển quyền thông, sanh nồi thiện đô câu thành thật. Tu riết tối thù đâu được. Thật ra vậy là Đức Thầy nói đã đạo, cái đạo rộng lớn Đức Phật. Đức Thầy thừa truyền lại đây mà người dân bất tri, đôi khi hồi đó Đức Thầy ra đời á, tháng 5-18 rõ ràng cùng sớm của làng ấy cũng cười reo, rồi đó cười reo chê, nhưng bây giờ nó thấp rồi. Đại đạo giáo dân dân bất tri, khai năng bạch phát đại hà thi, chứ khai là mở đạo, mở cửa bài công một nè, chữ năng là hiệu lực, năng giả thiện quyền khúc tự cơ nghi đó, đó là chữ Thích Ca dịch lại là năng nhân, chữ năng là hiệu lực. Thành ra việc khai năng, cái hiệu lực mở ra trong chu kỳ lãnh lấy sứ mạng dạy học Phật tu nhân từ thấp lên cao, mọi chuyện hết. Hồi xưa Đức Phật ra đời hội bển nó thì có được vua chúa ủng hộ, rồi có đi đâu có 250 tỳ kheo, rồi tứ chúng đủ thứ. Đức Thầy một mình len lỏi này nọ đâu đó, viết viết kệ giảng, rồi thuyết pháp, rồi đi dắt đủ mặt hết, rồi gặp trở lực đủ thứ hết. Thành ra vậy thì là có một cái công hiệu nào quan trọng lắm, mới gọi là khai năng bạch phát. Chữ bạch là trắng, chữ phát là tóc, chữ đãi là chờ đợi, chữ hà là cái câu hỏi, chữ thi là thì. Chỉ còn có một giai đoạn này thôi, không chịu tu đợi chừng nào nữa, còn kiếp chót này đây, thầy nói kiếp chót thầy trở lại lần này thôi.
Xưa nay có mấy khi dương trần của Phật vậy thì xuống đây, mà tại sao cuộc vợ trời ta lắm công trình làm cho rõ đầu kiếp mà giờ còn đợi chừng nào nữa? Tôi còn hẹn mốt ngày mai, tử thần nào có hẹn ai bao giờ? Hồi xưa đó là ngủ duyên đó, ông tránh này vua Sở Hoài Dương đó. phải không ngủ duyên không? Ngủ duyên chứ. Thật ra muốn qua đầu nước Ngô để trả thù nước Sở, thật ra cuối cùng đi tới ở quan người ta quạ đồ hình của ông, quạ đó rồi đi qua không được, nó dòm coi nó giữ lại. Thật ra đêm đó ngủ nhà người bạn ở đó mấy tháng, sáng ra nhìn thấy đêm đó rầu suy nghĩ này nọ, sáng ra tự nhiên coi cái gương cái đầu mình trắc phích đó. Thành ra vậy là cái mộng mà để trả thù chưa xong mà tóc đã bạc rồi, thành ra vậy là thấy ông khóc. Nhưng sao người bạn nói nhờ cái tóc nó đen vậy, quả đồ hình để ông là tóc đen mà giờ nó thành bạc vậy, ông đi được đẩy xe cho ông đi ngang, người qua đầu nó ngô đó. Thành ra câu người xưa ta nói là quân bất kiến cao đàn, binh cảnh bi bạch phát, triêu như thanh ti mộ như tiếng. Anh có thấy chăng cha già soi gương buồn tóc bạc, sớm như tơ xanh chiều điểm như tuyết. Thì đây Đức Thầy nói là khai năng nhiều đời nhiều kiếp này nọ đâu đó quá hiện, rồi Đức Thầy trở lại cứu giúp chúng sanh trong chu kỳ cuối cùng này khai năng bộc phát. Nghĩa là từ trẻ tới già đó, nghĩa là lão đây dinh lịch Phật tôn là già rồi, sau này trẻ mà tạo sát huỳnh thanh xanh danh sắc trẻ rồi. Đợi hào tiên cái ông còn đợi trời nữa, kỳ lạ lắm. Nữa thầy mới nói công danh quý chung quần mộng, chứ công danh chứ công là cái chuyện chung, chứ danh là chức phận, chữ phú là giàu, chữ quý nó đệm thêm là cũng như giàu có đó, chữ chung là kết cuộc, chữ quần là trở lại, chữ mộng nằm chiếc bao. Tần Thí Hoàng khi xưa gồm Thâu Lục Quắc Yên Hàng Triệu Ngụy Tề Sở châu báu trong sáu núi gom về cho ông. Rồi một đêm ông giết nội mà lính quân lính của sáu nước đó tại thành Hàm Dương đó, một đêm giết mấy vạn người đó. Rồi cái mộng của ổng là phải làm sao gom hết vàng của, rồi thấy đàn bà gái nhiều quá đẹp quá, thật ra ông cho qua lính này nọ đâu đó đi tiễn từ 18 tới 20, tiễn sao kiếm được 3000 cung phi mỹ nữ về ông cắt ra phần cung. Ông nhớ ông để trong đó là để ông thụ hưởng, rồi còn chấm phi hoàng hậu nữa còn riêng nữa, mà cái thân vỏn vẹn mấy chục ký lô mà ông xài giữ thần những biết. Cái đó là nó nằm trong bao thôi, rồi sao hàng vỏ, rồi hàng vỏ hết luôn ban, rồi hàng vỏ mới đánh cho thành Hàm Dương, khi đó mới diệt được. Sao lại quay ông xây thì giảng lý trường thành, rồi nửa chừng ông ra đó rồi bị quan hồng biểu tử làm ông chết. Sao con ông lên thì ông chết thôi, được về thôi. Rồi sao hạt vỏ với khi mà chiếm thành Hàm Dương rồi mới đốt ra phòng cung đó, cháy ba tháng mà cháy chưa hết. Cái chỗ mà tiêu xài nó giống làm chiếc bao vậy đó. Ô nhân sanh là thế, như bóng đèn, như mây nổi, gió thổi, như chim bao. 30 năm hưởng thụ dương nào, bừng mắt lần đoạn, mừng bắt nồi kê chia chín gì đó. Thành ra vậy, sư nói là công dính, chung quần mộng, chứ chung là trở lại nằm chim bao thôi. Đôi khi bà con nhớ là hồi trẻ, rồi tới giờ coi như nằm chim bao, chứ có gì đâu, đâu có thiệt. Kỳ cá biên nguy thối nhất kỳ, chứ kỳ ở đây á, chứ kỳ không phải là lạ. Chữ kỳ là một giai đoạn, kỳ cá là một giai đoạn đó. Còn chữ miên á, miên quy tức là sự việc nó quay trở lại, giai đoạn nó quay trở lại. Cái đạo Phật từ khi xưa ta biết phát ra đó là cái thời 500 năm đó, thời giả thoát kiên cố, rồi 500 năm là thiền định kiên cố, rồi 500 năm đó là đó đa văn kiên cố, 500 năm kế lần thứ tư đó là tháp tượng kiên cố, 500 năm sau cuộc đời ông Hoàng Pháp là đấu tranh kiên cố. Hôm nay giáo lý Đức Quỳnh Giáo Chủ Đức Thầy nó quay trở lại, nó phật lên một cái cuối cùng của chu kỳ. Xưa nay có mấy khi hạ quân đã hết đời, xưa nay có mấy khi rồi, thành ra kỳ cá miên nguyên thốn nhất kỳ, tức là lộ ra trong giai đoạn nhất là một, làm giai đoạn một vậy thôi. Thôi cái này nói nhỏ nhỏ cho nói lớn miên nguyên thôi, xin phép nhiều thôi.
này lô ăn ngủ chút gì thôi chứ không có gì. Rồi sư phép có ai hỏi gì nữa không? Hết hỏi hả? Thôi xin phép trải qua thời gian cũng về khuya rồi, mình cũng làm cái không gian nó rộng ràng quá. Thì đến đây riêng tôi xin phép là cái chương trình trao đổi cái đề tài của riêng mình đến đây cũng xin tạm dừng. Về thời gian ban tổ chức thì nó cũng đã gói gọn vào chương trình này. Thì chúng tôi cũng xin trước khi rời khỏi diễn đàn cũng thành kính cảm ơn ban tổ chức, đồng đạo đã theo dõi một cách chính xác cho đến giờ phút sau cùng rất bền vững, không có gì xảy ra mất trật tự. Thì tôi chỉ xin nhắc lại cái như là thọ ký Đức Thầy vậy thôi. Về sống trong cái cộng đồng chung với nhau, Đức Thầy có dạy là tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha và dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Còn sống trong đơn lẻ là nếu như ai giữ cái trọn lành trọn sáng về nó bởi tây phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sanh. Đến đây chúng tôi lễ phép kính chào toàn cả chư quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Ông giáo viên Đoàn Văn Hảo vừa qua đã diễn thuyết xong chủ đề pháp môn tịnh độ và trả lời nghi vấn rất là sâu sắc. Một lần nữa xin cảm ơn ông. Đây là lời đáp từ của ban tổ chức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa các pháp chánh quyền sở tại. Kính thưa các bậc lão thành, quý vị giáo lý viên cùng toàn thể cô bác và anh chị em đồng đạo hiện diện kính mến. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm Canh Tý, là ngày thuyết giảng lần thứ nhất tại ấp Long Hòa, xã Long Giang, tại nhà của đồng đạo Võ Văn Tiến và đồng đạo Năm Hớn. Tất cả chư quý vị đã nhân chút thời gian quý báu đồng tề tụ đến đây để tham dự phiên thuyết giảng trong tinh thần đoàn kết rất là đông đủ. Chúng tôi thành thật tri ân cảm kính và chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã hỗ trợ cho chúng tôi về phần an ninh. Chúng tôi chân thành cảm ơn ông giáo lý viên Đoàn Văn Hảo đã được phân công đến đây làm phận sự lễ tha. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chúng tôi về tài và vật để chung lo phiên thuyết giảng. Chân thành cảm ơn các anh em âm thanh ánh sáng quay phim tiếp tân và ban hậu cần. Xin chân thành cảm ơn nhà của đồng đạo, gia đình của đồng đạo Năm Hớn và gia đình của đồng đạo Võ Văn Tiến cho chúng tôi mượn sân và nơi nấu ăn và tạo mọi phương tiện để chúng tôi chung lo phiên thuyết giảng được thành công tốt đẹp. Và chúng tôi nguyện đem phước báo đọc sấm thi của Đức Thầy và thuyết giảng hôm nay hồi hướng cho phần âm được siêu, phần dương được thới. Trước khi dứt lời, chúng tôi cầu nguyện ân cần Tam Bảo, chư Phật mười phương quay linh tổ Thầy từ bi gia hộ cho toàn thể chư quý vị được phát Bồ Đề Tam Dũng Mãnh, đạo đức thăng hoa, tiến tu diễn nghiệp đến bờ giải thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Phần tiếp đến nghi thức tôn giáo, thức tỉnh tất cả cô bác và anh chị em đồng đạo đồng đứng lên, đồng hướng về Đức Phật, đồng kính lễ kính thưa thôi, đồng hướng về Đức Thầy, đồng kính lễ kính và đồng kính hai xóa.